đám người đường nhi từ trong nghị sự đường đi ra nhìn thấy ngụy đa dưới bóng cây ở góc tường không xa cúi đầu đi qua trưởng lão la nguyên công kêu lên nhưng mà ngụy đa dường như không nghe thấy tâm tình trông suy sụp cực độ không có bất kỳ phản ứng nào cúi đầu ủ rũ đi một mình la nguyên công còn muốn kêu thêm lần nữa tô phá nâng tay ngăn cản thôi đi y đối với việc nghiêu hữu đạo gia nhập từ kim động e là rất thất vọng lời này vừa mới nói ra vẻ mặt mọi người cũng phức tạp cho dù là trưởng môn đường nghi trong mắt cũng thoáng qua một tia ảm đạm. Ngay từ đầu nghe được tin, mọi người đều rất kinh ngạc, trưởng lão tử kim động, như hữu đạo cơ hồ là nhảy lên trên theo tính chất nhảy vọt, tử kim động thế mà lại cho một tán tu bên dưới đãi ngộ như thế, thế mà lại có thể cho như hữu đạo một bước đến địa vị thế này. Đối với như hữu đạo này mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với Thượng Thanh Tông mà nói, đều hiểu rõ đây là ý gì, sau khi như hữu đạo thay đổi gia nhập tử kim động, mối quan hệ với Thượng Thanh Tông liền hoàn toàn là quá khứ rồi, không thể quay đầu lại nữa người ta đường đường chính chính trở thành đệ tử của từ kim động sớm đã nhìn ra tên đó sinh ra có phản cốt nhất định chết không yên lành đường tố tố rất là tức giận mắng một tiếng bản thân bà ta cũng không nói rõ được là tại sao người ta rõ ràng đã không còn là người của thượng thanh tông nhưng bà ta đối với việc nghiêu hữu đạo gia nhập từ kim động vẫn là rất tức giận có vẻ như sau khi toàn bộ đệ tử thượng thanh tông đều nghe được tin tức này tâm tình đều chịu sự đả kích nhất định mao lư biệt viện gần đây rất bận rộn Người đến người đi, rất nhiều người đến viếng thăm, một đống người quen biết hoặc không quen biết. Tất cả các môn phái lớn nhỏ của các châu phủ nước Yến sau khi nghe được tin tức đều lần lượt phái người đến chúc mừng. Quản phương nghi nghênh đón đưa tiến, mặt cười đến cứng đờ, nhưng lại làm không biết mệt, nhận lễ vật đến mỏi tay. Những người đến đây chúc mừng, ít nhiều gì cũng mang theo lễ vật chúc mừng, đúng lúc giải quyết được tình hình khẩn cấp về kinh tế tài chính của quản phương nghi. Bà ta coi như đã nhìn ra được, có được thân phận địa vị này không thiếu tiền, nhưng bên dưới nuôi nhiều người như thế, tiêu xài nhiều, vẫn là cho rằng càng nhiều càng tốt. Đương nhiêu, cũng không phải tất cả các môn phái tu hành của châu Phủ đều sẽ có người đến, trên địa bàn bị ba đại phái kia trực tiếp khống chế, thì sẽ không phái người đến. Người đến tuy là nhiều, nhưng sau khi thống kê tiền mừng lại một chút, quản phương nghi hơi không vừa lòng, tất cả các môn phái lớn nhỏ ra tay cũng không phải rất rộng rãi, có vẻ tổng cộng tất cả lại cũng chỉ mới mấy triệu kim tệ. Kỳ thực cũng không ít, nhưng so với con số bà ta bỏ ra trước đây, lỗ hổng quá lớn rồi, không bù đắp nổi mức chênh lệch trong lòng. Vẫn là vạn động thiên phủ và đại thiện sơn ra tay khí khái, mỗi người cho một triệu kim tệ. Đương nhiên, hào phóng nhất vẫn là những huynh đệ kết bái đến từ tứ hải kia của Ngưu Hữu Đạo, bốn nhà cùng nhau, gộp lại cửa vạn quyên góp thành con số 10 triệu. Cho dù là như vậy, quản phương nghi vẫn lão oán trách mấy câu, Ngưu Hữu Đạo ở bí cảnh thiên đô kiếm được cho tứ hải 300 triệu, 10 triệu cầm ra cũng không cảm thấy ngại hay sao. Có điều bà ta ít nhiều cũng hiểu được, chính là bởi vì 300 triệu kia, người ta mới tặng 10 triệu này, thân phận địa vị của Ngưu Hữu Đạo thích hợp rồi, 10 triệu này của người ta mới coi như là tặng lại một ít, bằng không ra tay sẽ không hào phóng như vậy, 10 triệu cũng không phải là con số nhỏ. Tâm tính của quản phương nghi có chút mâu thuẫn, nói đến cùng vẫn là đau lòng của cái tiêu dùng đã móc sạch ra lúc trước. Lại có người đến, một nhóm lớn đến, không phải là khách, Ngưu Hữu Đạo đích thân đến bên ngoài Mao lưu biệt viện nghênh đón. Viên Cương đến rồi, một đám hòa thượng Nam Sơn tự đến, đám người ngũ lương Sơn với công tôn bố dẫn đầu cũng đến rồi, cùng chuyển chỗ mà đến. Một đám người phong trần mệt mỏi chạy đến, nhìn thấy như hữu đạo, cùng nhau tiến lên trào, đạo ra. Một đường bôn ba, đều cực khổ rồi, như hữu đạo khách khí một câu, quay đầu ra hiệu quản phương nghi dẫn xuống dưới sắp xếp. Viên cương đem bao kiện mang bên người và tam hống đao ném cho đoạn hổ đem đi, bản thân lại không đi, xích lại gần bên cạnh như hữu đạo, thấp giọng nói, nhiều người chạy đến như vậy, dừng chân ở nhà người khác lâu dài tử kim động có thể đồng ý sao nghiêu hữu đạo hơi áp dụng chút kế giải quyết rồi vấn đề có lẽ không lớn viên cương lại hỏi bọn họ thật sự có thể coi ngươi là người của mình sao có thể xảy ra biến cố gì không nghiêu hữu đạo biến cố khó nói nhưng dù sao ta cũng đã trở thành trưởng lão tử kim động một môn phái có quy định của một môn phái không thể vô duyên vô cớ đụng đến ta bên phía yến kinh có tin tức chưa mối quan hệ với cao kiến thành tuyệt đối là bí mật liên lạc với Cao Kiến Thành không có thông qua tay của người khác, chỉ qua tay của một mình Viên Cương. Viên Cương vẫn chưa có tin tức, chuyện này e rằng không dễ xử lý, vị đó có thể làm sao. Như hiểu đạo, lão già đó không phải kẻ ăn chay, bàn về người và việc trên triều đình, cùng với sự hiểu biết đối với thương kiến hùng, chúng ta đều không bằng ông ta, bày mưu lập ghế trên triều đình trong lòng ông ta có tính toán, bây giờ ông ta lại nắm quyền trong tay, một chút việc nhỏ này có lẽ không làm khó được ông ta. Không có tin tức chính là tin tức tốt, nói rõ ông ta đang triển khai hoạt động đợi có được sự chắc chắn nhất định tự nhiên sẽ đưa câu trả lời viên cương suy tư gật gật đầu lại tiếp tục nói bên phía mao lư sơn trang ta đã sắp xếp quân đội đóng giữ nơi đó vào trong đóng quân mộ phần ngoài sơn trang có lẽ sẽ không có vấn đề gì nhắc đến mộ phần như hữu đạo hơi ngẩng đầu nhìn trời người có thể xem xét thời thế chuyển đến chuyển đi mộ phần lại không dễ chuyển đến chuyển đi trung quy là đem một mình nàng quăng xuống cũng không biết là trong lòng hắn đang nghĩ gì chờ lúc sau hắn quay đầu nói, có chuyện gì để nói sau, trước tiên dừng chân đi. Viên cương gật đầu quay người rời đi, nghiêu Hữu đạo cũng chậm chậm quay người, quay đầu nhìn bóng lưng hắn ta, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, có một số chuyện không ngoài dự liệu của hắn, căn cứ theo những gì được biết, viên cương vẫn luôn thông qua tai mắt của ngũ lương sơn chú ý đến hoàn cảnh của phùng quan như kia. Bên này, còn có bên này, tháo nón xuống lộ ra đầu chọc, viên phương đổi về tăng bảo đang dẫn dắt một đám hòa thượng ở ngoài biệt viện chỉ chỉ trò trò. Viên phương có chút hưng phấn, chưa từng nghĩ đến bản thân có một ngày có thể sống ở trong tử kim động này. Cũng không biết đang làm gì, nhiều Hữu đạo đâm kiếm đi qua đó, lão hùng, đang làm gì đó. Đạo gia, viên phương quay đầu, lập tức vẻ mặt tươi cười, vùng lấy tay áo rộng lớn rất là vui vẻ chạy qua, gật đầu khom lưng cười nói, đạo gia, đương nhiên là quy tắc cũ, đem những mảnh đất hơi bằng phẳng này đều khai hoang trồng. Lời nói của viên gia vẫn là có lý, đồ ăn thức uống của đạo gia chúng ta phải tự mình nắm trong tay, bằng không không gian bị người khác động tay động chân quá lớn rồi, không dễ để phòng. chương 1335, tiên sinh nghĩ nhiều rồi, ta coi trọng nhất là uy tín một. Thì ra là đang đánh dấu đất, như hữu đạo mỉm cười, phát hiện đám hòa thượng này thật sự là bị viên cương dậy cho hư rồi, lây nhiễm thói quen đi đến đâu liền trồng rau đến đó. Nhìn thấy đám hòa thượng này, thực ra hắn rất vui vẻ, lại có thể nghe được âm vang thần chung mộ cổ kia rồi, một mỗi ngày nghe có thể loại trừ nóng này, an thần, dường như có ích cho tu luyện, cũng có thể khiến cho bầu không khí bên cạnh hắn không giống bình thường. Một thần trung mộ cổ, đây là thành nữ có nguồn gốc Phật giáo. Theo quy củ Phật giáo thì chùa chiền đánh chuông sớm chống tối mộ cổ thần trung. Ý là nói về lời nói khiến người ta cảnh tỉnh giác ngộ. Chỉ cần thần trung mộ cổ vẫn còn đang vang, thì biểu thị bình an. Hắn nhấc tay vỗ vỗ bờ vai của Viên Phương, "Đã lâu không thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ngươi, ngược lại có chút nhớ." Viên Phương lập tức vỗ ngực nói, "Đạo gia muốn ăn gì cứ việc nói." lập tức chuẩn bị cho ngài nghiêu hữu đạo tùy ý đi giờ cơm lại nói được cứ làm món đạo gia thích ăn viên cương miệng đầy cam đoan tiếp đó lại hỏi đạo gia người xem chỗ trưng cất rượu đặt đâu thì tốt đem ngọn núi đó mở ra một hang động được không vung tay chỉ ngọn núi cách đó không xa nghiêu hữu đạo việc trưng cất rượu thì thôi đi hả thôi đi viên phương trừng to mắt nghiêu hữu đạo có người làm giúp không làm việc có tiền lấy việc tốt biết bao giúp các người bất việc đừng mà, đạo gia, việc này tự mình chúng ta là được, không cần người khác làm giúp a. À. Viên Phương có chút cuống lên. Chính lúc này, Văn Mặc Nhi lách người lướt đến, bẩm báo nói, đạo gia, trưởng môn Từ Phiêu Miếu Các quay về rồi, cùng đi còn có Ngọc Thương Tiên sinh của Hiểu Nguyệt Các, Ngọc Thương Tiên sinh đến rồi. Lão Hùng, người làm việc dù ngươi đến rồi. như Hữu Đạo quay đầu trêu đùa một tiếng liền đi. Đạo gia, đạo gia, Viên Phương liên tục hét vô dụng, không thể đổi lại cái quay đầu của Ngưu Hữu Đạo cuối cùng sờ sờ cái đầu chọc của mình rậm chân, hắn ta rất muốn che một số thứ không buông. Nhưng ở đây lời của Ngưu Hữu Đạo mới tính, Ngưu Hữu Đạo nói cái gì thì chính là cái đó, không đến lượt hắn ta làm chủ. Cung Lâm sách quay về từ Kim Động rồi không tới nữa, để cho Nghiêm Lập đưa Ngọc Thương đến Mao Lư biệt viện. Thấy đột nhiên xuất hiện một đám người ra ra vào vào kêu loạn, Nghiêm Lập chán nản. Nơi này là Tử Kim Động, nhưng y đã đồng ý với Ngưu Hữu Đạo, không tiện đổi ý. Ngưu Hữu Đạo bước nhanh vào biệt viện, rút kiếm từ xa chắp tay chào pháp giá của ngọc thương tiên sinh đích thân tới không thể đón từ xa ha ha lão đệ giữa chúng ta không cần khách khí ngọc thương cũng chắp tay chúc mừng chúc mừng ta tới muộn chúc tâm ý nho nhỏ làm lễ mừng mong ngài đừng ghét bỏ ông ta quay đầu ra hiệu cho đệ tử đầu cô tính dâng lên một cái hộp con ngọc thương tiên sinh khách khí rồi như hữu đạo ngoài miệng khách khí nhưng tay không mềm ra hiệu cho quản phương nghi đón lấy chợt hỏi xem tiên sinh tràn đầy gió xuân hẳn là đã tới phiêu miếu Các. Ngọc Thương thận trọng đáp, được mọi người yêu ái, cũng được thưởng thức phiêu miếu Các. Chúc mừng, chúc mừng, Như Hữu Đạo chắp tay chúc mừng, rồi đưa tay mời, mời vào phòng ngồi. Mấy người vào sảnh chính, ngồi xuống, trà dâng, Nghiêu Hữu Đạo mời dùng, cười nói, Ngọc Thương tiên sinh tới thật đúng lúc, cũng nên đưa những người đã giúp ta ở bí cảnh Thiên Đô tới chứ. Nói tới chuyện này, Ngọc Thương buông chén trà xuống, đập tay vào đùi, thở dài một tiếng, ta cũng đang muốn nói với lão đệ chuyện này mấy hôm trước ta đã cho bọn họ tới ai ngờ trên đường bị tập kích gặp nạn toàn bộ chuyện này là do ta sắp xếp không chu toàn thẹn với phó thác của lão đệ thật đúng là gian xảo ánh mắt nghiêu hữu đạo đanh lại thâm thúy chăm chú nhìn đối phương ngọc thương vẫn không biến sắc vẫn tỏ vẻ đau lòng nhức óc nghiêm lập ngồi bên cạnh nhìn người này lại nhìn người kia có gì đó không đúng một lúc lâu sau nghiêu hữu đạo mới hỏi có biết là ai hạ độc thủ không ngọc thương lắc đầu không biết nhưng cũng có thể đoán được, tám chín phần là dư nhiệt nước triệu hạ độc thủ. Như hữu đạo a một tiếng, chậm rãi bưng trà lên môi chậm rãi uống. Cái gì mà dư nhiệt của nước triệu hạ độc thủ chứ? Hắn không tin, tám chín phần 10 là chính hiểu nguyệt các làm. Ban đầu, khi ở trong bí cảnh thiên đô, hiểu nguyệt các đã sắp xếp tai mắt đi vào, để giúp hắn, chẳng khác nào họ bại lộ rồi. Quy củ của hiểu nguyệt các là người đã bị lộ không được tự do nữa, để bảo vệ tuyến trên tuyến dưới, có thể còn bị diệt khẩu khi ấy hắn đã hứa hẹn với mấy người hứa ngọc đức sau này sẽ xin bọn họ tới nam châu rời khỏi bí cảnh thiên đô hắn cũng đã tìm ngọc thương nói chuyện này khi ấy ngọc thương không dám không đồng ý nhưng yêu cầu hắn phải làm cho xong chuyện khởi binh cho mình rồi mới thả người coi như cũng là một uy hiếp nho nhỏ giờ việc xong rồi những người kia lại gặp nạn hết nghiêu hữu đạo nâng chén tự trách việc này không thể trách hiểu nguyệt các chỉ có thể tự trách mình chủ quan nói cho cùng là không quá để ý tới chuyện này không chuẩn bị thêm một chút, thành ra mình là kẻ nuốt lời, để những người kia gặp độc thủ. Xét về một mặt nào đó thì có lẽ họ bị chính hắn hại. Nếu không phải hắn yêu cầu, có lẽ họ chỉ bị hiểu nguyệt các chỉ khống chế ở một mức độ nào đó thôi, chứ sẽ không hạ độc thủ. Ngọc Thương đang bắt nạt hắn, biết hắn sẽ không vì chuyện này mà trở mặt. Đáng tiếc, nghĩ ra ngọn ngành, nhiều hiểu đạo nhàn nhạt cảm thán, chậm rãi buông chén trà. Ngọc Thương thở dài, đúng vậy, đáng tiếc, ngài yên tâm, Việc này hiểu Nguyệt Các ta sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn, nhất định sẽ nghĩ cách bắt hung phạm báo thù. Ừ, Nghiêu Hữu đạo gật đầu, quay sang Nghiêm Lập hỏi, "Nghiêm trưởng lão, không phải ông còn có việc sao?" "Có việc." Nghiêm Lập sững ra, "Ta có việc gì đây?" Sau đó ông mới kịp phản ứng lại, "Đây là đuổi người, là người ta Quang Minh Chính đại nói với mình, người ta và Ngọc Thương có việc riêng, mời ông né ra." Ông cũng không nán lại làm gì, đứng lên chắp tay với Ngọc Thương. "Ngọc Thương tiên sinh," Nghiêm mỗ còn chút việc, lui trước một bước, sau này lại nói chuyện. Được được được, khách theo chủ. Ngọc Thương đứng dậy chắp tay, phất tay ra hiệu cho độc cô tính đi tiến. Nghiêm lập phất tay, biểu thị không cần, lại nói với nhiều hữu đạo. Vừa đưa ra nhiều người như vậy, sau này sẽ cho đệ tử dần dần xác minh thân phận, ghi chép lại, ngài dặn bọn họ phối hợp một chút. Nhiều hữu đạo có thể hiểu được điều này, nhiều người tới đây như vậy, không thể không biết kẻ đó là ai, thân phận thế nào người ta lại trà trộn trong ổ tử kim động nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao tìm ai được rồi hồng nương đi sắp xếp một chút đi nghiêu hữu đạo quay lại dặn dò nghiêm trưởng lão yên tâm quản phương nghi gật đầu đợi nghiêm lập đi rồi nghiêu hữu đạo lại cười tủm tìm hỏi ngọc thương tiên sinh cố tình chạy tới không phải chỉ để chúc mừng ta phải không hắn liếc nhìn độc cô tĩnh như muốn nói chuyện thế này để đồ đệ tới là được thân phận của ngươi tương đương với trưởng môn cung lâm sách chạy tới đây không đáng Ngọc Thương cũng không vòng vo, nói thẳng, bệ hạ vẫn nhớ ân sư, rất nhớ lão đệ. Bệ hạ, như hiểu đạo không kịp phản ứng, xứng ra một lát mới hiểu được bệ hạ mà đối phương nhắc đến là tên đồ đệ tiện nghi kia của mình, cười ha ha nói, đúng vậy, ta cũng nhớ ngài. Thực không ngờ được ngài lại thành hoàng đế nước tần, trước mắt còn nhiều việc, nhất định hôm nào đó ta phải tìm cơ hội đi thăm ngài ấy. Ngọc Thương lại rẽ sang chuyện khác, từ kim động này thực sự có thể để cho lão đệ sử dụng như tay chân sao. Chỉ sợ người ngoài thế nào cũng vẫn là người ngoài, bọn họ có thể yên tâm về ngài sao? Ta không hiểu, xin Ngọc Thương Tiên sinh chỉ rõ. Chương 1336, tiên sinh nghĩ nhiều rồi, ta coi trọng nhất là uy tín hai Nước Tần ta cầu hiền như khát nước, bằng vào năng lực của lão đệ, cần gì phải vướng tay co chân ở đây, chỉ cần lão đệ đồng ý, ta cam đoan, phàm là chuyện có lợi cho nước Tần, sẽ mặc cho lão đệ đại triển quyền cước, tuyệt không cản tay. Bệ hạ cũng vô cùng hy vọng lão sư có thể tới giúp mình một tay. Như hữu đạo bất ngờ hỏi lại, tiên sinh cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Ta cứ nói trước vậy thôi, chỉ cần lão đệ đồng ý, nước tần lúc nào cũng hoan nghênh. Như hữu đạo không từ chối, cũng không đồng ý, hỏi lại, tiên sinh đường dài mà đến là vì chuyện này. Nói đến đây, Ngọc Thương không thể không nghiêm tục hỏi, khi ở phiêu miếu các, Cung lâm sách bỗng nhiên thăm dò ta, đã hỏi tới chuyện bí phương. Có phải lão đệ đã cho toa như lai bí phương thật sao? nghiêu hữu đạo buồn cười không ngờ cung lâm sách này lại thực sự chạy đến chỗ đó nghe ngóng đương nhiên lúc trước hắn kéo ngọc thương ra là muốn cho tử kim động tìm tới hỏi hắn hỏi ngài trả lời thế nào ngọc thương đáp việc này ngoài ngài ra cũng chẳng có ai khác nói đương nhiên là ta thừa nhận làm sao tử kim động đang ép ngài giao bí phương à nghiêu hữu đạo nhíu mày bọn họ đòi ta giao là ta giao sao nghĩ hay lắm việc này ta đã nghĩ kỹ ta sẽ dừng sản xuất không cho bọn họ có cơ hội. Chuyện sản xuất hoàn toàn do tiên sinh làm chủ, Ngọc Thương xứng sờ, có thể có chuyện tốt này sao? Ông ta hỏi, lão đệ đang nói đùa à? Lão đệ có thể dễ dàng từ bỏ cuộc thịt béo này sao? Như hữu đạo hỏi lại, chẳng lẽ tiên sinh có thể bạc đãi ta sao? Hắn dựng một ngón tay, một ngàn vạn, Ngọc Thương kinh nghi bất định, cái gì mà một ngàn vạn? Bên ta dừng sản xuất, sau này, hiểu nguyệt các của tiên sinh độc quyền buôn bán món này trong thiên hạ, mỗi năm cho ta một ngàn vạn là được. Ngọc Thương bưng chén trà, lão đệ, trò này đùa không vui đâu. Ngài đã lừa của ta không ít tiền rồi, đúng là càng ngày miệng càng to mà. Lừa cái gì mà lừa? Đó là hợp tác, là hợp tác người tình ta nguyện. đâu ra đe dọa gì? Ngọc Thương tiên sinh, ta không nói đùa đâu. Việc ấy ta đã nghĩ sâu tính kỹ rồi, đối với ngài hay ta đều tốt, cả hai cùng có lợi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ta ủ rượu, hoặc giao bí phương cho Tử Kim động, hai nhà cùng bán một thứ hẳn là ngài hiểu tình cảnh sẽ thế nào chứ? Buôn bán độc quyền trên thị trường thì khác, lượng do ngài khống chế, giá do ngài định ra. Lúc trước, ta ở Nam Châu, tài nguyên có hạn, không tăng được sản lượng, bây giờ hiểu nguyệt các khống chế toàn bộ nước tần, tăng sản lượng lên vài lần có đáng gì, thiên hạ lớn như thế, vẫn cứ cung không đủ cầu. Buôn bán độc quyền, không ai cạnh tranh, một năm cho ta một ngàn vạn, có nhiều không? Nếu thực sự xuất hiện đối thủ cạnh tranh, ép giá lẫn nhau, tổn thật một năm phải gấp mấy lần đấy, Há chỉ có một ngàn vạn đó. Tính toán thế nào, hẳn tiên sinh không cần ta dạy. Ngọc thương cao mày, hai mắt lấp lóe một lát sau mới đáp, nói thì vậy, nhưng nhớ ta đưa tiền cho ngài rồi ngài đổi ý, ta cũng chẳng có cách nào. Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, ta coi trọng nhất là chữ tín. Thế này, ngài cứ bán đi, rồi trích một phần tiền cho ta từ doanh thu hàng năm, nếu ta không giữ chữ tín, ủ rượu ở đây, ngài có thể không cho ta tiền nữa. Đến thế rồi ngài còn không yên lòng chuyện gì nữa. Cái này, Ngọc Thương trầm ngâm, nếu thực sự là vậy thì có vẻ không có vấn đề gì thật. Nếu thực sự có thể buôn bán độc quyền thì hẳn là có thể đủ bù không lỗ. Ông ta không vội đồng ý ngay, có vẻ như là chuyện tốt nhưng vẫn phải suy nghĩ kỹ hơn chút. Ông ta lo có chuyện gì đó mở ám. Mấy người Ngọc Thương ngủ lại một đêm, nhưng không phải ở Mao Lư Biệt Viện. Với thân phận và địa vị hiện giờ, đương nhiên tử kim động phải nhiệt tình với ông ta. Tiễn khách ra về, quản phương nhi thấp giọng oán trách nghiêu hữu đạo chỉ có một ngàn vạn bây giờ địa bàn lớn hơn mình có thể kiếm nhiều tiền hơn sao lại để người khác kiếm nghiêu hữu đạo lườm bà ta có biết vì sao khi ở mao lư sơn trang ta vẫn luôn khống chế sản lượng không cái thứ như rượu ấy dính quá sâu sớm muộn gì cũng hỏng chuyện một khi thả nổi sản lượng lượng lương thực tiêu hao có thể nói là đại nạn đối với một quốc gia bên nước yến có ta can thiệp nhắc nhở không cần lo nhưng ngọc thương không biết nông sâu dẫm vào rồi, sớm muộn gì cũng cảm nhận được cảnh trong tay có cả đống tiền mà không mua nổi một hạt gạo, vô số người cơm còn không đủ ăn no, còn muốn mở rộng kiếm tiền nữa sao? Có cách nghĩ này nữa sao? Quản phương nghi kinh ngạc hỏi, ngài cố ý lửa ông ta. Cầu hiền như khát nước, như hiểu đạo hừ lạnh, dã tâm của hiểu nguyệt các không nhỏ, để cho nước tần yếu thêm vài năm nữa với hiểu nguyệt các cũng là chuyện tốt. Ở tại tử kim động rất an toàn, cũng rất yên tĩnh, ngoài núi, thế gian không ngừng phong vân sau khi ổn định được địa bàn mới ba phái lớn của nước yến không múa để cho nước hàn phát triển an toàn có ý đồ giả vờ xuất binh dọa cho nước hàn triệt binh khỏi nước tống quyết định này lại bị mông sơn minh ở nam châu từ chối mông sơn minh không đề nghị xuất binh mà đề nghị để cho hai nước hàn tống tiếp tục quấn đấu tiếp tục cho hai nước tiêu hao chờ tới khi bên nào thực sự không chịu được nữa thì giúp cũng không muộn vì thế cũng là để tránh cho nước hàn sẽ triệt binh sớm mông sơn minh còn đề nghị phái người đàm phán với nước hàn giả ý trao đổi chuyện chia cắt nước tống, nhưng phải kéo dài không đưa ra được kết quả cuối cùng, kéo dài thời gian, tiếp tục kéo cho quốc lực của nước Hàn tiêu hao trong cảnh nội nước tống. Làm vậy, khổ là bách tính hai nước Hàn tống, nhưng với loại người có thể đổ thành như mông sơn minh thì ông không quan tâm. Cửa mở he hé, một bóng người vội vã chen vào căn phòng tràn ngập mùi rượu. La Chiếu đang ngồi cải trang trước bàn trang điểm, nghe tiếng động, y mau chóng quay lại nhìn xem, thấy đối phương là gã đàn ông giả dạng đầy tớ thì tiếp tục soi gương cải trang gã đàn ông kia đến gần y, ngạc nhiên nói, sao chưa chuẩn bị xong nữa. La chiếu, chưa từng trải qua nên tay nghề còn kém. Để ta giúp ngươi, gã đàn ông kia mau chóng giúp y cải trang. Trong khi đối phương đang thực hiện, la chiếu lên tiếng hỏi, chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Gã đàn ông kia nói, ngươi yên tâm, hàn với tống đấu nhau liên miên, chẳng còn lòng dạ chú ý đến nơi này. Đối với họ, người không còn quan trọng nữa, chỉ cần trông chừng thôi, chuồn ra ngoài không khó, ta đã chuẩn bị xong hết rồi miễn là không động tới các tu sĩ trong thành, chúng ta rời khỏi đây sẽ an toàn. Bên ngoài có người cưới phi cầm đưa ngươi đến thẳng nước tần, đợi đến khi bọn họ phát hiện thì đã muộn. Một câu, đối với họ, ngươi không còn quan trọng nữa, khiến La Chiếu tỏ vẻ tự diễu. Không còn quan trọng, bởi vì y thà chết chứ không nương nhờ ngô công lĩnh. Đối với ngô công lĩnh và ba phái lớn bên nước tống, y đều không có tác dụng. Y biết trước kia, ngô công lĩnh muốn giết mình lắm nhưng ngại thể diện của lăng tiêu các, ban đầu thì đưa y đến nơi giam giữ mãi sau phùng quan nhi cầu xin mới thả y ra khỏi nhà lao xem như giam lỏng tại nơi này la chiếu tưởng đâu cuộc đời mình sẽ chìm đắm như vậy nào ngờ hiểu nguyệt các phái người đến liên lạc và thuyết phục y hoàng quyền mục thị đảo điên y không thể nào trốn tránh trách nhiệm nên quyết định tạm gác lợi ích rồi nương nhờ nước tần một ngày nào đó sẽ diệt sạch đám phản thần nghịch tặc sau khi thay đổi diện mạo la chiếu mau chóng thay đồ của đầy tớ gã đàn ông kia giúp y rất nhiều hỏi lại cho chắc không đưa phu nhân theo thật sao. Thêm người đi cùng cũng được mà, la chiếu, không cần đâu, ta để hưu thư một lại cho nàng. Một hưu thư, thư bỏ vợ, hưu thư, gã đàn ông kia ngạc nhiên, chương 1337, xuất quan, sau lưng nàng có lăng tiêu cát, đến nước tần sẽ không tiện. Chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, la chiếu đành viện cớ. Gã đàn ông kia nghe vậy bèn cất lời khen ngợi, do dự không quyết, tất chịu loạn này không hổ là đại đô đốc sát phạt quyết đoán thật sảng khoái quả nhiên là người làm việc lớn đại đô đốc gì chứ la chiếu tự diếu sau khi thu dọn xong xuôi la chiếu mở bầu rượu rồi vẩy khắp phòng nhằm tăng thêm mùi hương y đặt lá thư ở chỗ dễ thấy trên bàn kế đó hai người mở cửa rời đi cả trong lẫn ngoài sớm đã sắp xếp ổn thỏa thùng nước bẩn giấu trong phòng la chiếu cứ thế mà đưa ra ngoài một cách dễ dàng giữa trưa thấy cửa phòng la chiếu vẫn khép kín không có dấu hiệu thức dậy phùng quan nhi quanh quẩn do dự bên ngoài một hồi mới gõ cửa hồi sáng nàng có tới một lần người mùi rượu nồng nặc bên trong nàng tưởng ai kia vẫn đang say sưa không biết gì nên chẳng quấy giày nữa bây giờ gõ cửa không có tác dụng phùng quan nhi đẩy ra bước vào như một thói quen nào ngờ đi loanh quanh trong phòng mà chẳng thấy la chiếu đâu cả lá thư trên bàn khiến nàng chú ý phùng quan nhi xé bao thư ra đọc hai chữ hưu thử khiến nàng giật nảy mình sau khi đọc nội dung Phùng Quan Nhi lập tức chạy ra ngoài kêu to, người đâu? Người đâu? Không lâu sau, đám người ở phủ bắt đầu tìm kiếm cả ngoài lẫn trong, ngay cả đội quân đóng giữ cũng được điều động, tra xét mọi nơi trong thành, đồng thời gửi kim xí đưa tin đến các trạm dịch quan trọng xung quanh, phát hiện mục tiêu thì lập tức báo về. Không ai ngờ rằng La Chiếu đã sớm rời xa, đang ở trên không nhìn xuống lục địa minh mông. Tại một góc động tử kim, biệt viện Mao Lư, viên cương đọc tin tức mới truyền đến rồi im lặng không nói gì. Tin la chiếu mất tích huyên náo ẩm ý, đông đảo người đang tìm y khắp bốn phía. Tai mắt bên kia nghĩ mình khó lòng biết tin này nên mới chuyển sang đây trước tiên. La chiếu mất tích rồi à? Như hữu đạo biết được thì hơi bất ngờ, hắn hỏi một đệ tử ngũ lương sơn có biết tại sao hắn mất tích không? Đệ tử đó nói, không rõ lắm, chúng ta chưa cài người vào phủ la chiếu mà. La chiếu này không phải tu sĩ, có thể tránh được mấy kẻ trông chừng, hơn nữa còn một thân một mình chạy khỏi thành, xem ra sau lưng hắn có người phối hợp tác chiến nghiêu hữu đạo thì thầm rồi ngẩng đầu lên hỏi thấy được tin này hầu tử phản ứng thế nào đệ tử đó lại nói không có phản ứng gì chỉ dặn để ý kỹ phùng quan nhi có tin lập tức báo cho hắn biết nghiêu hữu đạo từ hôm nay trở đi có tin gì từ phùng quan nhi thì phải cho ta xem trước đệ tử ngũ lương sơn chắp tay đáp dạ nước vệ phủ thái úy thái giám truyền chỉ rời khỏi nam nhân ngọc cầm thánh chỉ mà sững sờ bần thần một hồi lâu hoàng đế đột nhiên hạ chỉ nói hắn ta cực khổ có công nên ban phong hiệu ngọc quốc công đồng thời bỏ đi vị trí thái úy có vẻ như thăng rõ ràng mà dáng âm thầm cho hắn ta làm một quốc công vô dụng không có thực quyền suy tính gì đó để sau vấn đề là việc này tới một cách bất ngờ hắn ta không nắm được bất kỳ dấu hiệu nào trước đó chuẩn bị xe nam nhân ngọc lấy lại tinh thần và hét lên lát sau xe đã chạy đến phủ thiên vi hắn ta muốn hỏi huyền vi xem đã xảy ra chuyện gì ngay từ đầu Huyền Vi cũng không biết gì. Nam nhân Ngọc đến nói một thôi một hồi khiến nàng ta giật nảy mình, trước hết phải vào Hoàng Cung Đại Nội. Không ai dám cản nàng ta, nàng ta có quyền không cần thông báo mà đi thẳng vào trong cung. Tỷ đệ gặp nhau ở ngự thư phòng. Sau khi đưa thánh chỉ kia đi, Hoàng đế cũng hơi sốt ruột, bây giờ quả nhiên chọc vào Hoàng tỷ, nàng ta tỏ vẻ giận dữ khiến y cười xấu hổ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Huyền thừa thiên tự mình chạy tới đỡ tỷ tỷ, lễ không thể bỏ. Huyền Vi một ngực cúi chào, sau đó nghiêm mặt nói, bệ hạ đã đưa thánh chỉ cho thái úy nam nhân ngọc phải không? Huyền Thừa Thiên xấu hổ sờ mũi, tin tức của Hoàng tỷ thật nhạy bén. Huyền Vi tỏ vẻ giận dữ, nói cách khác, bãi bỏ trước thái úy của nam nhân ngọc, đúng không? Huyền Thừa Thiên không hé răng, khoanh tay trước bụng xem như ngầm thừa nhận. Huyền Vi trầm giọng, được lắm, tại sao phải làm vậy? Huyền Thừa Thiên than thở, Hoàng tỷ à, hắn nắm giữ binh quyền đã lâu, chẳng phải chấm sợ hắn được vây quanh đề cao quá sao? chấm chỉ muốn xem thử phản ứng của hắn. Huyền vi cao mày, bệ hạ, người có suy nghĩ này cũng tốt, đây là tầm nhìn xa mà đế vương cần nhất. Nhưng chuyện như thế có thể tùy tiện đem ra thử sao? Hắn ở vị trí thái úy nhiều năm, đây không còn là chuyện của riêng hắn nữa. Nếu làm bừa thì sẽ động tới tướng lĩnh của hắn, làm không tốt sẽ mắc sai lầm. Hơn nữa người làm vậy, ba phái lớn cũng không đồng ý. Bệ hạ, nam nhân Ngọc Trung thành tận tâm với triều ta, hoàn toàn đáng tin cậy người vô duyên vô cớ bãi bỏ chức thái úy của hắn sẽ khiến các tướng sĩ nghi kỵ giao động lòng quân xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra huyền thừa thiên nhíu mày thánh chỉ cũng hạ rồi thay đổi xoành xoạch ổn không chứ hoàng tỷ hay là xem phản ứng của hắn trước đã rồi nói tỷ thấy sao huyền vi thừa dịp hiện giờ chưa ai biết gì người mau thu hồi mệnh lệnh lại đi một khi truyền ra chẳng biết sẽ nảy sinh chuyện gì đâu ba phái lớn tất sẽ tìm người nói cho ra lẽ bệ hạ đây không phải trò đùa, xin người lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dưới sự ép buộc của nàng ta, cuối cùng Huyền Thừa Thiên phải thu hồi mệnh lệnh. Huyền Vi mang theo ý chỉ rời đi, Huyền Thừa Thiên trưng ra bộ mặt buồn dầu trở về hậu cung. Thường Quý Phi sớm đã chờ y, nàng ta đón y vào ngồi xuống, lên tiếng hỏi thử, sao bệ hạ giàu dĩ vậy? Huyền Thừa Thiên ấp úng, chấm hạ chỉ, vừa đưa cho nam nhân ngọc thì hoàng tỷ đã tức tốc chạy tới, ép chấm thu hồi mệnh lệnh đã bản ra. Á, à, thường quý phi kinh hãi che miệng ra vẻ hít khí lạnh phải trăng lời đồn bên ngoài là thật huyền thừa thiên trương ra bộ mặt bình tĩnh không nói gì hỏa phượng hoàng nhiếp phân thường cầm hai hộp thức ăn đến vùng đất cấm thuộc thiên hỏa giáo hai gã đệ tử gác núi ngăn nàng ta lại kiểm tra theo lệ một hồi mới cho đi điền nhân an chấn giữ trong đình cười tủm tỉm đón tiếp nàng ta đưa cơm đến rồi sư bá nhiếp phân thường bước tới chào hỏi đặt hai hộp thức ăn lên bàn đá đưa một hộp cho Điền Nhân An, đây là của ngài rồi sờ hộp còn lại, phiền sư bá giúp đệ tử đưa cho hắn. Điền Nhân An thở dài, thời gian trôi nhanh thật, 10 năm rồi. Mới chớp mắt đã qua 10 năm, lẽ ra tiểu tử đó nên xuất quan, chẳng biết đang lề mề cái gì nữa. Dứt lời, Điền Nhân An sụt xịt lắc đầu, cảm thấy không đáng cho hỏa phượng hoàng. 10 năm nay, hỏa phượng hoàng nắm chắc quy luật ăn cơm của côn lâm thụ khi bế quan. Cứ 7 ngày nàng ta lại tới một lần, lần nào cũng tự mình làm đồ ăn ngon và mang đến hai phần một phần cho sư bá phần còn lại nhờ ông ấy đưa cho côn lâm thụ đang bế quan hỏa phượng hoàng quay đầu nhìn lối vào động tối như mực lẩm bẩm chắc là nhanh thôi điền nhân an vẫy tay về đi về đi có tin gì sư bá sẽ sai người báo con hay còn hộp đựng thức ăn thì sư bá bảo người ta rửa sạch rồi đưa cho con hỏa phượng hoàng cứ nhìn động vô quang suy nghĩ đến mất hồn điền nhân an mặc kệ mở hộp rồi lấy đồ ăn thỏa thích hỏa phượng hoàng đang ngây người đột nhiên trợn to mắt nhìn nàng ta tưởng mình nhìn lầm hóa ra không phải thế bóng người chợt lóe lên trong động như ma quỷ người đó dừng lại bên ngoài khiến hỏa phượng hoàng ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ quần áo của đối phương tả tơi bẩn thỉu kỳ cục chẳng những tóc dài hơn áo choàng mà còn kéo lê dưới đất tròm râu dài loằng ngoằng dơ bẩn rũ xuống trước ngực nghe tiếng động điền nhân an ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy ai kia thì lập tức vui vẻ miệng nhai đi nhai lại mơ hồ suy đoán, nhà đầu, đợi 10 năm cuối cùng cũng đợi được hắn ra ngoài rồi. chương 1338, trí giả thông thiên. Ông ta nuốt đồ ăn vào bụng, quay đầu sang nói với đệ tử, nhìn gì nữa. Gõ chuông đi, bong bong bong, tiếng chuông rõ ràng vang vọng, thông báo với toàn thể thiên hỏa giáo rằng người bế quan 10 năm kia đã xuất quan rồi. Nếu không nhờ Điền Nhân An nhắc nhở, Hỏa Phượng Hoàng cũng không nhận ra gương mặt sư huynh ẩn sau mái tóc dài lẫn tròm dâu che phủ, nàng ta vui mừng quá đổi mà kêu lên, sư huynh. Lúc này đây, nàng ta rất muốn chạy tới nhưng bị Điền Nhân An kéo lại nhắc nhở, không được vi phạm. Không ai được phép vì tiện tới gần động vô quang, nam tử áo quần tả tơi, tóc dài quét đất lững thững bước tới, sang tới cạnh đình rồi chắp tay chào Điền Nhân An, sư bá. Sau đó, y mới gật đầu với hỏa phượng hoàng, sư muội Sư huynh, hỏa phượng hoàng vui mừng muốn khóc, nghe tiếng chuông ngân, người của thiên hỏa giáo lần lượt chạy tới phàm là người nghe được 10 tiếng chuông vang trong cấm địa, ai nấy cũng đều biết đã có người bế quan 10 năm xuất quan. Nhân sinh có thể có được mấy lần 10 năm, 10 năm cô quạnh chẳng có thứ gì bên cạnh, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Người bế quan 10 năm, ngoại trừ tổ sư Khai Sơn, cũng chỉ có một người. Chính là vị nhất đại tân tú chịu nhục trong tay nhiều hiểu đạo mà thôi. Hiếu kỳ, kinh ngạc, nghe được tiếng chuông, đệ tử nào đang rảnh cũng đều nhanh chóng chạy đến, nói là xem náo nhiệt cũng không đủ, không chỉ kinh động đến đệ tử thiên hỏa giáo ngay cả cao tầng thiên hỏa giáo cũng chạy đến trong những hỏa ảnh bay tán loạn vũ văn yên rơi xuống đất trưởng môn đã đích thân đến ngay cả sư phụ của côn lâm thụ là bàng trác cũng đến vui vẻ không thôi đang nói chuyện với đệ tử của mình chợt thấy một đám cao tầng bước đến nhất là nhìn thấy vũ văn yên vội thúc giục đệ tử còn không mau bái kiến trưởng môn và các vị trưởng lão ông ta ở thiên hỏa giáo cũng được xem là một nhân vật nhưng cũng không tính là đại nhân vật gì chỉ được xem là đệ tử chấp sự mà thôi. Sư phụ của ông ta đã từng là trưởng lão thiên hỏa giáo, nhưng lại mất sớm. Bây giờ ông ta còn giữ được thân phận đệ tử chấp sự đã là không dễ dàng. Một số người cũng xem như niềm tình sư phụ ông ta ngày xưa. Côn lâm thụ tiến lên, chắp tay hành lễ, đệ tử côn lâm thụ bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão. Chư vị cao tầng đều gật đầu, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để nhìn y. Người có thể hạ quyết tâm bế quan 10 năm, tất cả mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nghe được tiếng xì xào bàn tán chung quanh vũ văn yên liếc mắt trầm giọng hỏi người nào đang ồn ào ở đây ông ta vừa nói xong tiếng bàn tán to nhỏ của đệ tử thiên hỏa giáo lập tức im bặt một trường lão hiểu ý vũ văn yên quát lớn tập trung ở đây làm gì rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao người không liên quan toàn bộ lui hết đi kết quả một đám người đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh người không liên quan tất cả đều rời đi không khí xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh vũ văn yên giơ lòng bàn tay hướng về phía côn lâm thụ lập tức nhìn thấy côn lâm thụ quần áo rách dưới dâu tóc dài chưa cắt bay phất phơ trong gió côn lâm thụ đứng im như cây đặt mình trong gió nhìn chung quanh ánh mắt hơi nghi hoặc không biết trưởng môn muốn làm gì y muốn phản kháng nhưng trung quy vẫn không dám vọng động đi vũ văn yên quát một tiếng lòng bàn tay hóa thành đơn trưởng vỗ đến côn lâm thụ phía đối diện một khắc này gió nhẹ quất vào mặt dâu trên cằm côn lâm thụ đứt tận gốc mái tóc dài cũng bị đoạn đi dưới lưỡi đao gió từng sợi từng sợi theo gió mà bay về phía sau trong nháy mắt côn lâm thụ đã thay đổi hình dáng mái tóc chỉ còn dài qua vai y đưa tay lên sờ cằm dâu đã không còn nữa trông giống người rồi đấy vũ văn yên thu tay lại nói một câu tất cả trưởng lão đều mỉm cười ý vị trong từng nụ cười đều không giống nhau chính vì đã được cạo dâu cắt tóc sạch sẽ mọi người lại càng nhìn thấy rõ hơn vết bỏng còn lưu lại trên mặt côn lâm thụ. Năm đó, khi y giao thủ với nhiều hữu đạo, đã bị công pháp hỏa tính của mình phản phệ. Mặc dù thiên hỏa giáo am hiểu trị liệu vết bỏng, cũng đã chữa khỏi vết bỏng cho y. Nhưng vết thương năm đó quá nặng, thiếu chút nữa đã mất mạng. Đến nay, màu da chỗ vết bỏng vẫn có sự khác biệt với màu da bình thường, hơi có hương vị mặt âm dương. Bàng chắc nói với đệ tử của mình, làm phiền trưởng môn như vậy, còn không cảm ơn. Lúc này, Côn Lâm Thụ mới chắp tay, đệ tử thất lễ, tạ trưởng môn. Vũ Văn Yên khoát tay nói, 10 năm chẳng khác nào một cái búng tay. Người có thể sống đến lúc này, cũng xem như không dễ. Nhưng thân là đệ tử thiên hỏa giáo, có một số quy củ chắc ngươi hiểu. Mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Lời này khiến bàng trác và hỏa phượng hoàng nhìn nhau. Sư đồ bọn họ đều nghe ra ý vị không tầm thường trong lời nói đó. Hai người lại nhìn về phía côn lâm thụ, phát hiện biểu hiện của côn lâm thụ vẫn bình thường. Vũ Văn Yên tiếp tục nói, tông môn có nhiều thứ, người còn chưa có tư cách để đọc, nhưng người vận dụng quyền hạn bế quan 10 năm mà mượn đọc bí pháp tối cao của bổn phái là thiên hỏa vô cực thuật. Năm đó, tổ sư gia lập ra quy củ này chính là đặc cách cho người có trí lớn, nhưng cũng là sự trừng phạt đối với người luồn cúi, làm bậy. Bí pháp bổn môn không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài, chắc người hiểu rõ quy củ này chứ. Ông ta vừa nói xong, bàn chắc và hỏa phượng hoàng đều sợ hãi vô cùng hai người tất nhiên biết quy củ này thiên hỏa vô cực thuật chính là bí thuật tối cao của thiên hỏa giáo chỉ có trưởng lão trong tông môn mới có thể tu luyện người có thể lên chức trưởng lão trong tông môn đầu tiên nội tình tu hành phải đầy đủ tiếp theo là thời gian đã chứng minh được một số thứ xét theo một trình độ nào đó có thể loại trừ khả năng người này là gian tế nhưng tổ sư gia vẫn lưu lại cho các đệ tử một con đường một con đường tuyển chọn nhân tài mà không cần bám vào khuôn mẫu dù sao không phải ai cũng có thể ngồi lên vị trí trưởng lão, sợ hậu nhân bóp chết nhân tài. Như trưởng môn đã nói, tổ sư gia đã đặc cách cho người có trí lớn. Phạm là đệ tử bổn môn có thể bế quan tu luyện tại cấm địa 10 năm trở lên, là người có nghị lực lớn, trí giả thông thiên, sẽ có cơ hội tu luyện thiên hỏa vô cực thuật. Nhưng thiên hỏa giáo sau đời thứ ba cho đến nay, không ai có thể tu luyện bí thuật tối cao này, bao gồm trưởng môn và các vị trưởng lão. Tu luyện bí thuật, thiên phú là một trong những nguyên nhân quan trọng, người có thuộc tính hỏa bẩm sinh rất dễ tu luyện thành công nhưng không ai trên mặt lại viết chữ ta có thiên phú thuộc tính hỏa cả muốn tìm người này trong số chúng sinh thật sự không dễ dàng cho dù có thiên phú cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công thiên phú không chỉ là nhục thân mà còn năng lực phân tích đối với tu luyện gọi một tên ngốc đến cho dù có thuộc tính toàn diện cũng chẳng làm được gì sai một ly đi nghìn dặm ví dụ như vân cơ biết thuật độn thổ nhưng con trai vân cơ là vân hoan lại kém xa Tuy Côn Lâm thủ có thiên phú tu luyện rất cao, nhưng lại không có thuộc tính hỏa trời sinh. Đương nhiên, cũng bởi vì Côn Lâm thủ có thiên phú tu luyện rất cao, y mới có thể trở thành người nổi bật trong thế hệ này. Bàng Trác nhìn chấp sự Điền Nhân An, gương mặt hiện lên sự tức giận. Tuy ông ta cũng là chấp sự một phương, nhưng trong tông môn không có bối cảnh, quyền sử dụng tài nguyên có hạn, không thể chiếu cố quá nhiều đệ tử. Bởi vậy, vật có thể thu được cũng có hạn, vất vả lắm mới tập trung tài nguyên dạy ra được một đệ tử không tệ bây giờ lại gãy ở đây, bảo ông ta làm sao mà không tức giận. Ông ta tin rằng Điền Nhân An nhất định biết việc này. Bởi vì nơi này do Điền Nhân An quản lý, đối phương có kết giao với ông ta, nhưng lại không nói cho ông ta biết, rõ ràng là muốn giấu giếm ông ta. Lúc này, ông ta mới từ miệng trưởng môn biết được chuyện này. chương 1339, Hăng Quá Hóa Dở một Điền Nhân An nhìn thấy ánh mắt của ông ta, biểu hiện hơi bất đắc dĩ. Hỏa phượng hoa ôm tay trước ngực, tim muốn nhảy lên đến tận cổ, bất lực nhìn sư huynh của mình, rất muốn hỏi tại sao phải làm như vậy. Y có từng suy nghĩ qua cảm nhận của nàng hay không? Côn lâm thụ vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu, vâng, đệ tử biết rõ quy củ mà tổ sư ra lập ra. Tổ sư ra nói, người nào muốn mang vương miệng, tất phải chịu được sức nặng của nó. Cũng chính vì cái gọi là cái giá phải trả, mặc dù cho đệ tử một con đường, nhưng đó không phải là sơ hở để mọi người làm loạn. Người nào cũng làm như vậy, chẳng khác nào thiên hạ sẽ đại loạn sao? tất nhiên phải đặt điều kiện tiên quyết ngăn người có mưu đồ làm loạn. đường là do ngươi chọn, đã bước lên rồi là không còn đường lui. cho dù có lui cũng chỉ là con đường chết. bí pháp tối cao của tông môn không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài. những gì mà y nhớ trong đầu chính là cơ mật. nếu chẳng may ngươi và tông môn không hòa hợp với nhau, hoặc chịu chút thiệt thòi nào đó, có trời mới biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì. đệ tử không có thân phận chịu thiệt thòi cũng là chuyện quá bình thường nhưng người mà hay chịu thiệt thòi cái nhìn đối với sự vật sự việc cũng sẽ có xu hướng chuyển sang mặt âm u cho nên người tạo ra quy tắc tất nhiên muốn bóp chết hậu hoạn đây cũng là lý do tại sao chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể tu luyện bí pháp này đây cũng là quy tắc thông dụng tại rất nhiều môn phái vũ văn yên nói biết thì tốt tu luyện bí thuật như vậy nhất định phải có tu vi làm cơ sở nhất định không đến kim đan cảnh thì sẽ rất khó chỉ dựa vào nội tình của ngươi khi đó cộng thêm thiên phú tu hành của ngươi, thời gian 10 năm đột phá kim đan cảnh chắc hẳn không thành vấn đề. 5 năm trước, ngươi đã đọc bí pháp này, hẳn 5 năm trước ngươi đã đột phá đến kim đan cảnh. Côn lâm thụ nói, hẳn là 6 năm trước, sau 3 năm bế quan, đệ tử đã đột phá kim đan cảnh. 3 năm, không ít người nhìn nhau, đều thầm nhủ, không hổ danh là nhất đại tân tú tông môn. Vũ Văn Yên gật đầu, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Thân là sư phụ, bàng trác vừa mừng vừa lo. Vũ Văn Yên tiếp tục hỏi, đã biết quy củ tông môn, lúc này xuất quan, chắc người đã luyện thành bí thuật tối cao của bổn môn. Côn lâm thụ không kiêu ngạo, cũng không tự ti đáp, thiên hỏa vô cực thuật chính là bí pháp tối cao của bổn môn, bác đại tinh thâm. Đệ tử không dám nói mình đã luyện thành toàn diện, chỉ có thể nói là thông thạo một chút. Đệ tử đã tìm thấy được con đường trong thiên hỏa vô cực thuật, nhưng trong động điều kiện có hạn, khó mà tiến một bước tinh thu, cho nên đệ tử đã xuất quan. Thông thạo một chút, nói cách khác chẳng phải là đã luyện thành các vị trưởng lão đều khiếp sợ không thôi người nào cũng nhìn nhau vũ văn yên vuốt râu không nói ánh mắt liên tục lấp lóe bàng chắc kinh ngạc gương mặt tràn ngập sự hoài nghi hỏa phượng hoàng tranh thủ thời gian lau nước mắt khó tin nhìn sư huynh của mình thiên hỏa giáo sau đời thứ ba thì không còn ai luyện thành bí thuật tối cao thế mà sư huynh lại có thể luyện thành điều này sao có thể nhưng nàng biết cách làm người của côn lâm thụ nếu sư huynh đã nói như vậy tất không phải nói dối. Trưởng lão Tiền Phục Thành lên tiếng, Côn Lâm Thụ, đây không phải trò đùa, cũng không phải là nơi mà ngươi có thể cuồng ngôn. Đã nói ra là phải chịu trách nhiệm, cũng không phải ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, cần phải có sự kiểm nghiệm của tông môn. Côn Lâm Thụ hơi hạ thấp người, đệ tử đã xuất quan, tất nhiên cam nguyện tiếp nhận kiểm nghiệm. Nếu có lời nào dám nói đùa, cao thủ tông môn nhiều như mây, đệ tử khó thoát khỏi sự trừng phạt. Mọi người lại nhìn nhau, Biểu hiện Vũ Văn Yên ngưng trọng, được rồi, thiên hỏa giáo sau đời thứ ba không ai nhìn thấy được bí pháp. Người cứ thi triển đi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Đệ tử cần tuân pháp chỉ của trưởng môn, Côn Lâm Thụ chắp tay, không người cung kính nói. Vũ Văn Yên đưa tay, ra hiệu miễn lễ. Trước mắt bao người, Côn Lâm Thụ đứng thẳng người, tóc dài không gió mà bay. Mọi người mở pháp nhãn, lập tức nhìn thấy pháp lực bắt đầu tràn ra từ cơ thể Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ bình tĩnh, hai tay hất lên, thả lỏng phía sau. Oanh, một ngọn lửa từ trong cơ thể y bắn ra ngoài, lửa ngùn ngụt, nhiều đến mức pháp nhãn của mọi người cũng không nhìn thấy rõ bóng người trong ngọn lửa. Thoáng một cái, 36 đạo hỏa ảnh sắp xếp như ma trận, lại giống nhau như đúc. 36 ngọn lửa giống nhau như đúc đốt lên, mọi người dùng pháp nhãn cũng không nhìn ra được chân thân của côn lâm thụ đang giấu trong ngọn lửa nào. Ai nấy đều kinh diễm, hỏa mị độn ảnh, một vị trưởng lão nào đó hít sâu một hơi, xì ngốc thốt lên. Có lẽ bàng trác và sư đồ hỏa phượng hoàng không biết lão ta nói gì, nhưng người nào từng nghiên cứu qua bí thật thiên hỏa giáo trí cao đều nhìn ra được đây chính là hỏa mị độn ảnh trong thiên hỏa vô cực vật. Chiêu này thật thật giả giả, giả giả thật thật, khiển khai khi đối địch, dưới hỏa ảnh lượn lờ, quân địch sẽ khó mà phân biệt được chân thân. Tựa hồ như muốn nghiệm chứng xem có phải là hỏa mị độn ảnh thật không, Vũ Văn Yên chợt phung tay áo hất lên, bổ ra một đạo kinh lực cứng rắn chém về ngọn lửa gần nhất. Âm. Um, ngọn lửa bị tập kích kịch liệt lắc lư, chân thân của côn lâm thụ không có ở đó. Vũ Văn Yên vừa ra tay, 36 đạo hỏa ảnh đồng loạt né tránh, xen kẽ lẫn nhau như quỷ mị. Mọi người đều chăm chú quan sát hy vọng có thể nhìn ra được côn lâm thụ ở đâu, nhưng nhìn hoa cả mắt vẫn không ra được manh mối gì. Trong tiếng lửa cháy hừng hực, mà 16 đạo hỏa ảnh đang xuyên qua đám người bỗng nhiên dừng lại, lùi lại như thủy triều, quy về một mối, cuối cùng hợp lại với đạo hỏa ảnh ở gần cửa động nhất, chân thân của côn lâm thụ như ẩn như hiện trong đó. Côn lâm thụ trong lửa vung tay lên, ngọn lửa bao quanh người sụp đổ như bùn nháo, côn lâm thụ đứng trong đó như bóc vỏ mà ra, một tay buông thõng đằng sau, bất động như núi, hỏa diễm rơi xuống dưới chân bắn lên hoa lửa, bản thân y như tiên nhân đứng trong hoa sen. Dưới đất như có lỗ thủng, hỏa diễm rơi xuống chỉ trong chớp mắt đã vô tung vô ảnh. Mọi người lập tức nhận ra một khoảng đất lớn đang nóng lên. Côn lâm thụ đang đứng yên đột nhiên bước ra một bước, mặt đất chấn lên một lớp vô hình, từng tia từng sợi xương đỏ bốc lên. Y lại bước ra một bước, chấn động bốc lên càng nhanh. Một bước lại một bước, từng tia từng sợi xương đỏ dày hơn chợt hóa thành lửa nóng quét sạch, một mảng mây lửa lớn bao trùm khoảng không bên trên mọi người, ai nấy đều ngước đầu nhìn lên. Tứ Ngược Hỏa Vân trên không trung đột nhiên hóa thành các loại phi cầm tẩu thú theo từng bước chân của Côn Lâm Thụ, quanh quẩn bay múa hoặc rượt đuổi trên trời, cực kỳ tráng lệ. Hoa Ly vô tương, Vũ Văn Yên hít mắt thì thầm: Côn lâm thụ đang bước tới gần đám người bỗng vung tay lên, đám phi cầm tẩu thú trên trời đột nhiên ngưng tụ hòa thành từng nhánh kiếm lửa, siêu 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 bắn xuống đất. Đám người giật mình, đang muốn thi pháp chống cự, lại phát hiện kiếm lửa rơi tới giữa không trung đột nhiên trách đi nhau nhau lao tới phía côn lâm thụ. Vô số kiếm lửa rơi xuống, cắm sâu vào mặt đất. Đất đá bay lên tứ tung, côn lâm thụ chậm rãi bước tới trong rừng trăm ngàn kiếm lửa. Ánh lửa phủ lên, côn lâm thụ bước tới đây, kiếm lửa hóa thành lửa nóng như hỏa xà nhào vào cơ thể y, không còn dấu tích. Khi con hỏa xà cuối cùng biến mất, Côn Lâm Thụ đã đứng trước mặt Vũ Văn Yên, chắp tay cúi đầu thưa, đệ tử bêu xấu. Hỏa Phượng Hoàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn sư huynh của mình, hai mắt sáng rực, ánh mắt hơi lấp lánh nước, hẳn là vui đến phát khóc. Sự chấn kinh trong mắt bàng chắc thật lâu mới phai đi. Từ thần sắc và phản ứng của các vị trưởng lão, bàng chắc có thể thấy được, không tệ, đồ đệ của mình hẳn là đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật mà từ đời thứ ba của thiên hỏa giáo không ai luyện được. chương 1340, Hăng Quá Hóa Dở hai Xem như ông ta được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy. Giỏi, Vũ Văn Yên vuốt sâu mỉm cười, không hổ là tuấn kiệt một đời của thiên hỏa giáo ta. Thiên hỏa giáo ta có người kế tục rồi, có thể an ủi anh linh tổ sư ra trên trời. Một đám trưởng lão đứng ngoài quan sát, chưa nói tới có vui mừng hay không, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Bàng chắc đứng một bên chú ý thấy, đáy lòng hơi chìm xuống. Côn lâm thủ cung kính nói, đệ tử xấu hổ, mới tìm thấy đường đã bêu xấu, không dám nhận lời trưởng môn quá khen. Vũ Văn Yên nói, không cần khiêm tốn. Được rồi, có chuyện gì nói sau đi, bẩn hết cả người rồi, đi tắm rửa sạch sẽ trước đã. Cần tuân pháp chỉ của trưởng môn, côn lâm thủ cúi thấp người đáp. Vũ Văn Yên không nói gì nữa, quay người phất tay ra hiệu một chút, dẫn một đám cao tầng thiên hỏa giáo bay vút đi. Nơi này chỉ còn lại thanh tịnh, mặt đất hỗn loạn, nhưng không ai trách côn lâm thụ. Bàng chắc quay sang nói với hỏa phượng hoàng, dẫn sư huynh của ngươi đi tắm đi. Vâng, hỏa phượng hoàng mừng rỡ thưa vâng, quay người mời côn lâm thụ rời đi. Chờ hai sư huynh muội đi xa rồi, bàng chắc quay phát lại, bước nhanh tới trước mặt điền nhân an, trầm giọng nói, người ta cùng một sư phụ, y mượn thiên hỏa vô cực thuật, chuyện lớn như vậy sao ngươi lại không nói với ta. Điền nhân an buông tay rất bất đắc dĩ hỏi, nói cho huynh nếu nói cho huynh, khẳng định huynh sẽ ngăn cản, đương nhiên ta sẽ ngăn cản. Điền nhân an dương dương tự đắc nói, cho nên đó, huynh xem xem, may mà ta không nói với huynh. Nếu để cho huynh biết, y há có thể có được thành tựu hôm nay. Bàn trác run rẩy hỏi, người không sợ hại chết y sao? Điền nhân an vẫn thở ơ đáp, thực ra ta cũng muốn nói với huynh, nhưng ta nói thế nào? Y dùng quyền bế quan 10 năm, đệ tử mượn đọc thiên hỏa vô cực thuật, chuyện lớn như thế nhất định phải báo với trưởng môn, ta và huynh có thể ngăn cản giữa đường sao? Huynh không thử nghĩ xem, chuyện lớn như vậy vì sao trong môn không có mảy may phong thanh? Trong số các đệ tử có người nghiên tu bí pháp cao nhất bản môn là tuyệt mật, không thể để cho người khác biết. Một khi để lộ phong thanh, ai dám cam đoan không có ai vào cái động không ánh sáng này với ý đồ xấu. Không phải ta không muốn nói cho huynh, mà là không thể nói cho huynh. Trong đại điện nghị sự của thiên hỏa giáo, ai vào chỗ nấy, Vũ Văn Yên nói với mấy người bên dưới, từ sau đời thứ ba môn chúng ta không có ai tu luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, giờ có người luyện thành, xem ra là tổ sư gia hiển linh, là chuyện may mắn của thiên hỏa giáo ta. Chư vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Vũ Văn Yên lại nói, đây không phải chuyện nhỏ, chư vị không muốn nói gì sao. Có người hỏi, trưởng môn có tính toán gì không? Côn lâm thụ đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, về tình về lý đều phải sắp xếp lại cho y, không thể cứ đối đãi như đệ tử nhưng sắp xếp cụ thể thế nào vẫn cần chư vị cùng bàn bạc thêm, xem ở đâu thì phù hợp. Trưởng môn, nếu thực sự nói về lý, có phải nên nói về quy củ trước? Đúng vậy, trưởng môn, côn lâm thụ bế quan 10 năm, ăn dùng đều do tông môn cung cấp, tài nguyên tu luyện cũng do tông môn cung cấp không giới hạn, cho dù y luyện thành thiên hỏa vô cực thuật cũng là do tông môn cung cấp. 10 năm này, y không làm gì cả, chỉ thoải mái hưởng dụng tài nguyên của tông môn, còn có đệ tử khác phải hộ pháp cho y 10 năm, vừa xuất quan một cái liền có sắp xếp đặc biệt, sợ là đệ tử khác không phục. Không sai, theo quy củ, đệ tử chiếm dụng tài nguyên của tông môn bế quan lâu dài trong cấm địa khi xuất quan đều phải làm một số việc đóng góp cho tông môn mới được. Cũng coi như kiểm nghiệm hiệu quả bế quan, là cái lý này, nếu có một lần, về sau các đệ tử khác nhau nhau bắt trước, lười biếng, nhau nhau trốn trong động tối bế quan tu luyện, còn ai muốn vừa khổ vừa mệt bất chấp nguy hiểm làm việc cho tông môn y đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật không phải lý do để phá hư quy củ. Nghe đám người bàn luận ầm ý, Vũ Văn Yên dần dần nhíu mày. Mười năm chưa từng tắm rửa, nếu tắm theo cách bình thường sợ là không đủ sạch, côn lâm thụ bèn tới đầm nước dưới thác trong núi. Sau khi côn lâm thụ rửa mặt trải đầu chỉnh tề từ trong khe núi đi ra, hỏa phượng hoàng đã chờ y trong góc rẽ, nhìn sư huynh khôi phục lại anh khí, cười nói, sư huynh, sư phụ đang chờ huynh. Hai người tương kính như tân, nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng đi. Trong lòng Hỏa Phượng hoàng ngọt như mật, Khổ tận tam lai. Trong một gian đình viện, Bàng Trác đang đợi họ, thấy người tới cũng không nói nhiều, dẫn thẳng đến tĩnh thất mình vẫn tu luyện để tránh tai mắt. Đóng hết bảy cửa đá, Bàng Trác đứng đối diện tường đá, thật lâu không nói gì. Hai sư huynh muội chờ một lúc không thấy sư phụ có phản ứng gì, Côn Lâm thụ bèn hỏi thử, "Sư phụ, ngài có gì phân phó vậy?" Bàng Trác vẫn quay lưng lại y, hỏi, "Bế quan 10 năm, là ngươi tự tiện làm chủ." tu luyện thiên hỏa vô cực thuật cũng là ngươi tự mình quyết định trong mắt ngươi còn có sư phụ là ta đây sao côn lâm thụ vội nói là đệ tử lỗ máng đệ tử cam nguyện nhận sự trách phạt của sư tôn không dám nửa câu oán hận hỏa phượng hoàng vội nói giúp sư phụ dù sư huynh tự mình quyết định nhưng dù sao cũng đã luyện thành bí pháp cao nhất yêu ca bản môn mong sư phụ cho sư huynh một cơ hội lấy công chuộc tội lấy công chuộc tội Bàng chắc chậm rãi quay người lại thở dài y đã tự rước phiền toái lớn cho mình rồi còn không biết có qua được cửa ải của những người trên kia không lấy gì mà lấy công chuộc tội cây cao chịu gió lớn trưởng môn và nhiều vị trưởng lão như vậy đều không luyện được bí pháp y lại luyện thành bảo những người bên trên làm sao chịu nổi hỏa phượng hoàng kinh ngạc hỏi chẳng lẽ những người bên trên kia không hy vọng bí pháp của bản môn tái hiện hào quang sao bang chắc đáp đương nhiên là hy vọng nhưng phải xem là ai tái hiện hào quang nếu là đệ tử của bọn họ thì là chuyện mừng lớn mà sư huynh của con ôi nếu sư gia của các con vẫn còn tại thế thì tốt có sư gia nói giúp mọi chuyện đều dễ xử lý vấn đề hiện tại là bên trên không có một ai nói giúp cho sư huynh con hỏa phượng hoàng không hiểu rõ ràng là một chuyện tốt sao sư phụ nói có vẻ khó khăn vậy đương nhiên là một chuyện tốt tốt quá ấy có biết cái gì gọi là hăng quá hóa dở không bao nhiêu thế hệ đều không luyện thành bí thật cao nhất sư huynh của con lại luyện thành điều này có ý vị gì có nghĩa là rất có thể sư huynh con là trưởng môn thiên hỏa giáo đời tiếp theo. con có biết điều này liên lụy đến lợi ích của bao nhiêu người từ trên xuống dưới cả tông môn không? đương nhiên, chức trưởng môn kia không nhất định phải xem tu vi, mà coi trọng việc có thể cân bằng khống chế tất cả mọi người trong phái, có thể cân bằng quan hệ với các bên hơn. sư huynh của con, thiên tư tu luyện không tệ, nhưng mặt này lại khiếm khuyết, nếu không cũng sẽ không liều lĩnh đến hôm nay. nhưng dù thế nào, một cái ghế trưởng lão cũng khó mà chạy thoát được sư huynh của con mạo muội xuất hiện muốn chen vào vị trí của những hệ phái khác những người kia sẽ dễ dàng chắc tay nhường cho sao hai sư huynh muội đại khái hiểu ý ông ta côn lâm thụ trầm mặc nói con không tranh những thứ ấy với bọn họ Hoàng đường ngươi cho rằng ngươi nói không muốn tranh bọn họ sẽ tin ngươi sẽ không đi tranh giành thật sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hỏa phượng hoàng hơi lo lắng sư phụ bọn họ sẽ làm gì sư huynh bàn trác thở dài không biết mình đau mình thương thì không đến mức nếu thực sự là công khai thì không sợ, sợ là ám tiễn thôi. Thời gian trước, Phiêu Miếu Các đột nhiên triệu tập trưởng môn các phái nghị sự, đá ba phái lớn của nước Triệu ra, đổi thành Hiểu Nguyệt các thượng vị, còn phân phó các phái một việc. Chương 1341, như Hữu đạo đang ở đâu? Côn Lâm thủ ngạc nhiên hỏi lại, ba phái lớn bị đá khỏi Phiêu Miếu Các. Hỏa Phượng Hoàng bổ sung thêm một câu, sư huynh, nước Triệu diệt quốc. A, à, Côn Lâm thủ rất kinh ngạc, y tách khỏi thế tục hỗn loạn bế quan 10 năm, không nghe không biết chuyện ngoài động tối, nhưng cả nước triệu to như vậy, nói diệt phong liền diệt phong, y vẫn khó tin. Đang yên đang lành, làm sao lại diệt phong, hiểu nguyệt các làm loạn, bàng chắc cướp lời, đồng thời lừa mắt với hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng đang nói bị cướp lời nhìn lại sư phụ, nhận được ánh mắt của sư phụ, trong lòng hơi hồi hộp, chợt hiểu ý người. Nước triệu diệt phong, có một người không thể tránh né, như hữu đạo. Mà vì sao sư huynh lại bế quan? Cũng là vì nghiêu hữu đạo, sư huynh bế quan khổ tu có lẽ vì muốn rửa sạch nhục nhã. Sư huynh đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, không tệ, nhưng nghiêu hữu đạo cũng không còn là nghiêu hữu đạo năm xưa nữa. Không nói quyền thế hắn nắm trong tay, bây giờ người ta đã trở thành trưởng lão tử kim động ở nước Yến, tốc độ leo phải nói là kinh người. Giờ chạy đi tìm người ta tính sổ thế nào cũng dẫn tới chuyện lớn. Người coi tử kim động nhà người ta là nạn bằng bùn sao mà cho phép người phá cửa đạp nhà. Hiện giờ nhắc với sư huynh về nghiêu hữu đạo hoàn toàn không thích hợp, chuyện năm đó cứ để quên đi mới tốt. Côn lâm thủ kinh ngạc hỏi, hiểu nguyệt các chỉ là một tổ chức sát thủ không dám ra ngoài ánh sáng, mà có thể tiêu diệt cả nước triệu sao. Bàng chắc đáp, hiểu nguyệt các là dư nghiệt của nước tần từ 300 năm trước, ngưu đồ đã lâu, cổ động phản loạn trong nước triệu, cuối cùng liên thủ với nước yến chia cắt nước triệu. Địa bàn thuộc về hiểu nguyệt các đã trở thành nước tần. Chuyện này cứ biết thế thôi, không liên quan tới chúng ta, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nên lo lắng cân nhắc tình cảnh của con đi. Ông ta tạm thời gạt chuyện liên quan đến nghiêu hữu đạo sang một bên, hỏa phượng hoàng hiểu rõ, không nói gì. Cô Lâm thụ lặng lẽ gật đầu, không ngờ mình bế quan mấy năm đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Nước triệu cứ như vậy mà không còn, thực sự là khiến cho người ta thổn thức cảm khái. Thầm thở dài, y lại hỏi, sư phụ nói phiêu miếu các dặn các phái một việc, không biết chuyện ra sao. Bàng chắc đáp, phiêu miếu các muốn các phái lớn phái ba đệ tử tinh nhuệ tới thánh cảnh. Tới thánh cảnh, côn lâm thuộc giật nảy mình, thánh cảnh là nơi nào chứ? Nơi được gọi là thánh cảnh đương nhiên không tầm thường, không chỉ là một trong các bí cảnh mà thương tụng triều vũ lưu lại, mà còn là chỗ ở của chín vị đại trí tôn hiện nay. Càng quan trọng hơn, bên trong có một cấm vật, giúp tu sĩ có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Bình thường chỗ ấy không cho người ngoài vào, mà chín vị trí tôn chọn ở lại thánh cảnh, có thể nói là tự mình chấn thủ cấm vật cũng không quá. Thánh cảnh đã bị chín thánh cầm giữ, sao lại để người ngoài đi vào? Côn lâm thụ không nhịn được mà hỏi, vì sao lại để cho các phái cho đệ tử tinh nhuệ đến? Bàng chắc lắc đầu, nghe nói phiêu miếu các cũng không nói rõ ràng, cho nên không biết cụ thể phải làm gì. Phiêu miếu các chỉ nói cho các phái cơ hội rèn luyện. Thời gian hẹn ở nửa năm sau, trước mắt tông môn đang nghĩ về nhân tuyển. Rèn luyện, côn lâm thụ nhíu mày ý sư phụ là việc này có quan hệ với đệ tử sao việc này tông môn cũng đang lo l ắng nơi này chỉ có ba sư đồ chúng ta không có người ngoài có mấy lời ta có thể nói thẳng phiêu miếu các đối đãi với tu sĩ thiên hạ thế nào tu sĩ thiên hạ đều hiểu rõ họ vẫn luôn muốn chèn ép tu sĩ thiên hạ suy yếu để mình có thể khống chế tất cả rèn luyện người bị phái đi rèn luyện liệu có thể có kết cục gì tốt sao cho dù ai cũng muốn chửi bậy trong bụng Ông ta thở dài, lâm thụ, còn xuất quan thực không phải lúc, kéo dài thêm nửa năm một năm phải tốt không? Nói tới nước này, kết hợp với câu vừa rồi của sư phụ, côn lâm thụ hiểu, chính vì có thể không có kết cục gì tốt nên rất có thể tông môn sẽ đẩy mình tới thánh cảnh. Hỏa phượng hoàng hơi cuống lên, sư phụ, nếu quả thật như vậy, chẳng phải sư huynh sẽ gặp nguy hiểm sao? Bàng chắc khoát tay, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chúng ta không chi phối được, chỉ có thể xem cuối cùng tông môn sẽ ra quyết định thế nào. Còn chưa ra quyết định, ta có tìm lên trên cũng không cách nào mở miệng. Trước mắt không nên gấp, ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, có lẽ là ta đã nghĩ nhiều rồi. Vân thường, người đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn nói riêng với sư huynh của con. Hỏa phượng hoàng muốn nói lại thôi, thấy sư huynh cũng gật đầu ra hiệu với mình, nàng đành thưa vâng rời đi. Chỉ còn lại hai sư đồ, côn lâm thụ hỏi, sư phụ, có chuyện gì không thể nói trước mặt sư muội vậy? Hôn sự của hai con, vân thường đã đợi con trọn vẹn 10 năm rồi đấy. Con định thế nào? Côn Lâm thủ cúi đầu đáp là con có lỗi với sư muội. Nếu sư muội không chê, còn đồng ý gả cho con, con nguyện ý cưới sư muội làm thê. Bàng Trác hơi giận, nó chờ con mòn mỏi đến tận giờ, con không cưới nó ai cưới? Nếu con không cưới, lại dám làm gì có lỗi với nàng, ta sẽ là người đầu tiên không chấp nhận. Nhưng hiện giờ sự tình có biến, ta không muốn con hại nàng. Nói trắng ra, ta không muốn nàng phải thủ tiết. Côn lâm thụ hiểu ý ông ta, sư phụ muốn chờ chuyện chưa quyết qua đi. Bàng chắc gật đầu, ta nghĩ vậy, nhưng chỉ sợ chính nàng cũng vẫn mong mỏi hôn sự này. Nàng chờ con đã 10 năm đấy, thật vất vả mới chờ được con ra, nếu con không nói đến chuyện này, sợ là sẽ khiến nàng tổn thương. Ý ta là, con chủ động nói với nàng đi, tìm lý do, kéo dài hôn sự thêm một năm, nếu chuyện có thể trôi qua thuận lợi thì con cưới nàng cũng không muộn. Nếu đã khó tránh khỏi kiếp nạn, con biến mất thì biến mất đi, để cho nàng tìm lương phối khác, không nên hại nàng. Không phải vi sư tuyệt tình, nếu muốn nói tại sao sự tình lại đến nước này thì là do chính con tự tìm, hai người hại mình, không thể trách người khác. Con muốn chết, cũng không được kéo nàng theo. Côn Lâm thụ lặng lẽ gật đầu, đệ tử đã hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ. Ôi, bàn trác thở dài, con vừa xuất quan, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, chuyện khác phi sư sẽ lưu tâm tìm hiểu. Sư đồ hai người từ tính thất đi ra, Côn Lâm thụ chắp tay cáo lui. Y rời đi không lâu, hỏa phượng hoàng lại tới, hỏi thăm bàng trác, sư phụ, yến triệu đánh nhau, động tĩnh lớn như vậy, là chuyện ai ai cũng biết, sư huynh tùy tiện tìm ai đó hỏi một chút liền biết được, sợ là không gạt được chuyện như hữu đạo. Bàng trác cũng đau đầu, hoàn toàn chính xác là không thể gạt được, cuối cùng chỉ có thể thở dài, có thể giấu được ngày nào hay ngày ấy vậy, hy vọng mấy năm nay Y đã buông bỏ được. Tóm lại không nên chủ động gợi cho Y nghĩ tới như hữu đạo là được. Vâng, hỏa phượng hoàng gật đầu đồng ý rồi đi, vội vàng đi tìm sư huynh. Nhưng nàng thực không ngờ, vừa chạy tới phòng sư huynh tìm y, côn lâm thụ đang chắp tay đứng nhìn chân dung tổ sư ra liền quay lại hỏi, sư muội như hữu đạo nay ở đâu? Còn ở quận Thanh Sơn nước yên chứ? Hỏa phượng hoàng không trả lời được, vừa xuất quan, sư phụ nói một đống chuyện như vậy cũng không ngăn được y nhớ tới như hữu đạo. Có thể thấy được chấp niệm của sư huynh với hắn, nàng gượng gạo nói, sư huynh, chuyện qua nhiều năm như vậy rồi, quên đi thôi. Côn lâm thù mỉm cười, sao thế? Sợ ta lại thua hắn à? Hỏa phượng hoàng bước lên hai bước, nắm cánh tay y, sư huynh, huynh đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Nhất định hắn không phải đối thủ của sư huynh, đã hiểu rõ thắng bại trong lòng, sao còn phải hùng hổ dọa người không tha, sư huynh coi như đại nhân đại lượng dơ cao đánh khẽ buông tha cho hắn đi. Trong 10 năm này, ta đã nhiều lần tự xét, năm xưa đúng là ta không đúng, ta không nên hành động theo cảm tính chủ động đi tìm hắn gây sự, lần này dù có thể thắng hắn ta cũng sẽ không làm hắn bị thương. chương 1342, chuyện cố cười trừ cho qua có được không? Một, ta sẽ không đến mức quá đáng không buông tha cho người ta. Nhưng mà, nhất định ta phải đánh một trận với hắn. Y quay lại chăm chú nhìn bước chân dung tổ sư ra, không phải vì chính ta, là vì chuộc tội. Chuyện năm đó ta khiến thiên hỏa giáo hổ thẹn, phần nhục nhã này chỉ có thể do chính ta đi rửa sạch. Đương nhiên, cũng là vì chính ta, Chuyện quá khứ nhất định phải có một dấu chấm kết thúc, ta không muốn đến đâu cũng bị người ta lôi chuyện cũ ra nói móc nói mỉa. Sư muội, muội cũng không muốn để cho ta cả đời không ngóc đầu lên nổi vì chuyện này chứ. Xem như hỏa phượng hoàng đã nhìn ra rồi, sau bao năm ngao luyện, dù sư huynh không còn ngạo khí năm xưa, khiêm tốn không ít, nhưng thực chất, tính cách trời sinh vẫn không thể thay đổi. Nàng gần như cầu khẩn, sư huynh, quên đi thôi. Với thành tựu hiện giờ của huynh, ngay cả mấy người trưởng môn cũng không thể luyện thành bí thuật cao nhất cũng không thể ngăn cản huynh, ai còn dám nói móc nghĩa gì huynh. Sư huynh, thực sự không cần phải so đo, côn lâm thụ trầm chậm, chậm quay lại nhìn nàng, y hiểu rõ nàng, nên y cảm thấy có gì không đúng. Y nhạy cảm nhận ra được tâm tư của sư muội tựa hồ như dù đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật cũng khó mà rửa sạch phần sỉ nhục ấy, nên nghi ngờ hỏi ta chỉ hỏi như hữu đạo ở đâu, cái này cũng không thể nói sao. Sư muội muội sợ ta bị thương tổn sao? Hỏa phượng hoàng đáp, đã qua rồi, cần gì phải truy tìm nữa. Côn lâm thụ đẩy tay nàng ra, đi qua nàng ra ngoài, chắc hẳn những người khác phải biết nghiêu hữu đạo ở đâu. Hỏa phượng hoàng cuống lên, vội vàng xoay người đuổi theo, kéo lại ống tay áo của y, sư huynh, không nên tìm, huynh tìm được cũng vô dụng, chỉ có thể tự làm khó mình. Sắc mặt côn lâm thụ căng ra, đứng nguyên bất động tại chỗ hỏi, nói cách khác, nghiêu hữu đạo cũng xưa đâu bằng nay. Bởi vì sư muội rõ ràng, cũng chắc chắn rằng, dù ta có luyện thành thiên hỏa vô cực thuật cũng không thể là đối thủ của hắn có phải vậy không hỏa phượng hoàng lắc đầu sư huynh huynh đừng hiểu lầm không phải vậy khẳng định hắn không phải đối thủ của huynh chỉ là thân phận địa vị hiện giờ của hắn không thể coi thường sư huynh nàng không biết nói thế nào nhưng nhìn sư huynh bướng bỉnh như vậy không nói cũng không được cuối cùng đành khó nhọc nói dù huynh có tìm được hắn cũng không có tư cách giao thủ với hắn côn lâm thủ quay lại kinh ngạc hỏi nói vậy là sao dù địa vị hiện tại của hắn không thể coi thường, nhưng chẳng lẽ còn lớn hơn ba phái lớn của các quốc gia sao? Hay là giờ hắn đã là người của phiêu miếu các, hắn bái lão trung cốc tử của tử kim động làm sư phụ, bây giờ hắn đã là trưởng lão tử kim động ở nước Yến rồi. Thân phận của hắn là trưởng lão tử kim động đó, làm sao hắn có thể nhận sự khiêu chiến của huynh? Lời này coi như nói rõ rành rành, thân phận địa vị của hai người không ngang nhau. Côn lâm thụ đứng ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn, Tên kia là trưởng lão tử kim động ngang hàng với thiên hỏa giáo sao? Sừng suốt nửa ngày, y mới lúng túng hỏi, cái này, làm sao có thể? Hắn mới bao tuổi chứ? Giờ giỏi lắm mới ngoài 30 thôi. Dù có bái thái thượng trưởng lão tử kim động làm sư phụ, nhưng làm sao có thể trở thành trưởng lão tử kim động? Đường đường vị trí trưởng lão tử kim động có phải trò đùa đâu? Hỏa phượng hoàng, thực sự là khiến người ta khó tin, 10 năm bất chi bất giác trôi qua như vậy đấy mà cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng quay đầu lại nhìn, trong 10 năm này thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau khi sư huynh bế quan không lâu, không biết Nưu Hữu Đạo dùng thủ đoạn gì, lấy một lượng chiến mã lớn từ Tề quốc ta đưa về, tích lũy được thực lực chinh chiến cho đại quân nơi hắn ở. Cũng vì sư huynh, nàng ta khá để ý đến Nưu Hữu Đạo này. Ngay từ đầu, Nưu Hữu Đạo đã làm cho sư huynh cũng là vị hôn phu của mình trọng thương đến như vậy, hại cho đôi nam nữ bọn họ phải cách biệt 10 năm, nàng ta cực kỳ oán hận Nưu Hữu Đạo. Nhưng thời gian thật sự có thể làm mờ đi rất nhiều thứ chỉ ít có thể khiến người ta bình tĩnh nhìn nhận vài vấn đề chuyện cũng ngày xưa đâu thể chỉ trách mình như hữu đạo bị sư huynh bức như hữu đạo đã liên tục nhường nhịn thậm chí giả vờ bại nhận thua hy vọng có thể ép giả cầu toàn nhưng sư huynh khinh người quá đáng nhất định phải ép người ta vào chỗ chết khiến người ta không thể không ra tay hết sức còn trách ai đương nhiên thực lực đối phương tăng mạnh cũng là mấu chốt khiến người ta không thể không tỉnh táo nhìn nhận lại vấn đề cho nên nàng ta nhẹ nhàng kể những chuyện và lời đồn liên quan đến nhiều hữu đạo trong mấy năm nay cho sư huynh nghe, hy vọng có thể ngăn chấp niệm của sư huynh. Nàng ta nói với côn lâm thụ, nhiều hữu đạo chẳng những mang chiến mã đi, mà còn hái được hồng nương tề kinh rất nhiều người muốn hái kia rời đi rồi. Sau khi mang được chiến mã về tích lũy thực lực, cũng có lẽ là từ từ chờ đợi thời cơ đến, nơi nhiều hữu đạo ở đã tập kết nhân mã, ngang nhiên phát động tiến công Nam Châu, một hành động đã chiếm được Nam Châu. Sau trận chiến phân chia không đồng đều, Nghiêu Hữu Đạo đã kết ân oán với Thiên Ngọc Môn, cả hai tranh phong. Kết quả Nghiêu Hữu Đạo đã bước cho Thiệu Bình ba nắm giữ đại quyền Bắc Châu phải chạy chối chết, kéo Đại Thiện Sơn từ Bắc Châu đến, đá Thiên Ngọc Môn khỏi Nam Châu, cụ thể là làm thế nào không rõ, có điều từ đó về sau, Nghiêu Hữu Đạo nắm giữ Nam Châu. Về sau triều đình Yến quốc phái ra rất nhiều cao thủ tiêu diệt Nghiêu Hữu Đạo, thậm chí còn điều cả tông nguyên cao thủ đỉnh cấp đan bảng, kết quả tông nguyên chết, triều đình Yến quốc thất bại tan tác quay về, Mao Lư Sơn trang từ đó vang danh thiên hạ về sau cảnh nội yến quốc xuất hiện phản loạn thương châu ngô công lĩnh giết huynh xoán vị kết hợp hàn tống tấn công yến yến quốc tràn ngập nguy hiểm nam châu đã xuất binh mang theo dự uy ninh vương hiệu lệnh nhân mã yến quốc đuổi phản nghịch ngô công lĩnh đánh bại đại quân tống quốc bây giờ ngô công lĩnh đã thành hoàng đế tống quốc còn quân hàn đang giết vào cảnh nội tống quốc đang chiến đấu với tống quốc triệu quốc nhân lúc nội bộ yến quốc hỗn loạn suy yếu xua binh công yến lại là nhân mã nam châu xua quân tây trinh ngăn địch hai nước chém giết khó phân thắng bại. Về sau đại hội bí cảnh thiên đô đến, phiếu miếu các tham gia, chư quốc ngưng chiến, Ngưu Hữu Đạo bị ép phải đi bí cảnh thiên đô. Trong thiên cốc, Ngưu Hữu Đạo đã hạ sát thủ với ba phái lớn triệu quốc, giết chết trưởng lão chủ sự của ba phái lớn triệu quốc ngay tại chỗ, sau khi gây ra chuyện lại bị toa như lai đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng đợi sau khi đại hội bí cảnh thiên đô kết thúc, Ngưu Hữu Đạo lại giành được hạng nhất của hành trình bí cảnh, đoạt được số lượng linh trùng áp đảo các thế lực thiên hạ, bảo vệ được tính mạng. Sau khi ra khỏi bí cảnh, Nhiều Hiếu Đạo khêu ra chiến sự, liên kết với Hiểu Nguyệt các khởi binh trong cảnh nội triệu quốc, hai bên liên thủ, đẩy triệu quốc vào tuyệt cảnh, quyết chiến một trận ở giác hồ diệt mấy trăm vạn tinh nhuệ triệu quốc, liên thủ diệt triệu quốc, tiến hành chia cắt, Hiểu Nguyệt các phục quốc thành công, lập tần. Sau trận chiến, Nhiều Hiếu Đạo bái thái thượng trưởng lão Trung Quốc có tư cách nhất của Tử Kim Động làm sư phụ, gia nhập Tử Kim Động, nhảy lên làm trưởng lão Tử Kim Động. Hỏa Phượng Hoàng thao thao một hồi lâu, cuối cùng tổng kết nói, sư huynh, trong thời gian này chắc chắn vẫn xảy ra rất nhiều chuyện, chắc chắn còn có rất nhiều chuyện không muốn để người ta biết, hoặc là tin tức của muội có hạn nên không biết được. Nhưng nhiều hữu đạo có thể từng bước đi đến như ngày hôm nay, trải qua nhiều mưa to gió lớn như vậy, tay cầm thiên quân vạn mã, nắm giữ quân đội cường đại nhất của Yến Quốc, lại trở thành trưởng lão của tử Kim Động, quyền cao chức trọng, đã không phải người có thể tùy tiện trêu chọc rồi. Trường 1343, chuyện cố cười trừ cho qua có được không? 2 nghiêu hữu đạo có thể trong tình cảnh phức tạp như vậy mà vẫn có thể bổ sóng chém gió đi lên năng lực này khiến côn lâm thụ khá biến sắc côn lâm thụ nghe xong vẻ mặt như nằm mơ tự lẩm bẩm hắn dùng danh nghĩa cá nhân giành được hạng nhất bí cảnh thiên đô những sóng to gió lớn khác không khiến gã ta có cảm xúc sâu đậm như vậy nhưng bí cảnh thiên đô thứ nhất đối với gã ta mà nói khá chấn động gã ta không thể nào tưởng tượng được tự nhận là mình không thể làm được hỏa phượng hoàng gật đầu đúng vậy sư huynh ở bí cảnh thiên đô thiên hỏa giáo chúng ta cũng định thu thập hắn, nhưng cũng chẳng làm gì được hắn, ngay cả tông môn cũng hết cách với hắn huống hồ là huynh. Vì sao hắn có thể trở thành trưởng lão của tử kim động? Chắc chắn là tử kim động đã nhắm vào thế lực trong tay hắn. Sư huynh, nhiều hữu đạo bây giờ thật sự đã không phải người bình thường, huynh muốn gây rắc rối cho hắn, tông môn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, vọng động tức là gây phiền toái cho tông môn, thậm chí là tề quốc. Sư huynh, sức ảnh hưởng của hắn bây giờ có thể gây ra áp lực nhất định cho tề quốc phù côn lâm thụ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi sư muội ta cũng không phải muốn tìm hắn gây phiền phức ta chỉ muốn đường đường chính chính đấu lại với hắn một lần hỏa phượng hoàng lo lắng sư huynh chẳng lẽ huynh vẫn chưa hiểu sao huynh đã không còn tư cách tỉ thí với hắn nữa trừ phi hắn đi lạc bầy bị huynh gặp phải nếu không căn bản không cần hắn động thủ hắn còn cần đích thân động thủ với huynh sao dưới tay hắn cũng không ít cao thủ ngay cả vô chiếu hành cao thủ đan bảng cũng đầu quân cho hắn rồi. Sư huynh, thế lực của hắn quá lớn, chỉ cần hắn bằng lòng bán một nhân tình, chỉ cần một cái nói là có người đến gây khó dễ cho huynh rồi, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, huynh tránh được sao? Trừ phi huynh vĩnh viễn trốn trong tông môn không ra ngoài. Huynh chủ động trêu chọc người ta, là huynh đối lý, bắt nạt trưởng lão của người ta, từ kim động tìm đến tông môn hỏi tội, tông môn sẽ bản giao như thế nào? Cho dù người ta có giết huynh, tông môn cũng khó giúp huynh nói được gì, là do huynh đối lý. Nàng ta giữ lấy ống tay áo côn lâm thụ, sư huynh, quên đi thôi, như hữu đạo bây giờ, với thực lực cá nhân của chúng ta không thể trêu vào hắn. Sư huynh hãy nghĩ đến mặt tích cực đi, chuyện năm đó đã qua rồi cứ cho nó qua đi, nếu không có chuyện năm đó, sư huynh cũng không có được thành tựu như hôm nay, ở một mức độ nào đó như hữu đạo đã thành toàn cho sư huynh, chuyện cũ cười trừ cho qua có được không? Bệ hạ, Yến Quốc căn bản không có thành ý đàm phán, đây là kế sách kéo dài rõ ràng là muốn nước ta tổn hao lực lượng ở tống quốc không thể kéo dài được nữa rút quân thôi kinh thành hàn quốc trong ngựa thư phòng hoàng cung đại nội đại tư mã kim tước đối mặt với hoàng đế nhiếp chấn đình liên tục chắp tay cầu khẩn ông ta cũng bị ngô công lĩnh giày vò cho không thể nổi giận được nữa những hành vi ngô công lĩnh làm căn bản không giống hành động của vua một nước căn bản không hề để ý đến sống chết của tống quốc mà kể quân địch tàn sát quân địch thích hủy hoại thế nào cũng được vẫn không giao phong chính diện với Hàn Quốc, trốn, chạy, quấy rối, cứ như vậy sớm muộn Tống Quốc cũng bị Ngô Công Lĩnh ô hạ nát. Ba phái lớn của Tống Quốc cũng biết, cứ tiếp tục thế này, cho dù có thể giữ được Tống Quốc cũng không phải đại thương nguyên khí bình thường, cũng không biết mất bao lâu mới có thể khôi phục được. Nhưng ba phái lớn Tống Quốc cũng không còn quyền lựa chọn, còn con đường nào khác để đi chứ? Chỉ có thể cùng Ngô Công Lĩnh tiếp tục đập chén cơm của mình thôi. Nếu không có uy hiếp từ bên ngoài, Dĩ nhiên Kim Thước rất vui mừng khi thấy Tống Quốc làm vậy, cũng biết Ngô Công Lĩnh làm vậy sẽ không thể kéo dài được lâu. Nhưng Ngô Công Lĩnh không quan tâm những chuyện đó, vẫn giữ vẻ vô lại, giống như Tống Quốc có sụp cũng không liên quan gì, vẫn tiếp tục kéo Hàn Quốc người xuống nước, rõ ràng là muốn tiêu hao quốc lực Hàn Quốc để người khác chiếm lợi. Nếu Mục Trác Chân còn tại vị, chắc chắn sẽ không dám làm như vậy, chắc chắn sẽ liều chết chống cự ngoại địch, nếu không dân chúng bốn phương kêu ca, vị trí hoàng đế kia căn bản không thể ngồi vững nhưng mặt này ngô công lĩnh không chịu trách nhiệm sai lầm đều do mục trác chân gây ra giờ ông ta chỉ tới thu thập cục diện dối rắm bách tính làm sao biết được gì tội kỷ chiếu kia của mục trác chân thật sự là đến chết cũng phải có ngoan ức trên lưng bách tính tống quốc hận mục trác chân muốn chết đều cho rằng những cực khổ hiện tại do mục trác chân gây ra thấy quân tống chạy tới chạy lui bận rộn còn tưởng rằng đang chiến tranh đều đang mong chờ ngô công lĩnh sớm có này đuổi được ngoại địch đối mặt với yến quốc đã đứng vững chân đang trong giai đoạn bắt đầu gấp rút khôi phục nguyên khí, Kim Tước đưa ra quyết định trọng đại. Dù sao quân Tống cũng không dám giao phong chính diện với quân Hàn, người cầm đầu ông ta rời đi một chút cũng không sao liền khẩn cấp chạy về kinh thành diện thánh. Nhiếp chấn đình vẻ mặt nghiêm túc, đại tư mã, đạo lý người nói chấm đều hiểu, nhưng Hàn Quốc bỏ ra cái giá lớn như vậy, tử thương nhiều binh sĩ như vậy, cứ lui binh như thế, gây ra chiến sự mà không thu hoạch được gì thì ăn nói thế nào với người trong thiên hạ. Kim Tước quỳ xuống Chắp tay nói, sai lầm hãy quy cho một mình thần, bệ hạ cứ hạ chỉ dáng tội thần, bỏ đi vị trí đại tư mã của lão thần, lấy lão thần ra cho trên dưới triều đình một công đạo. Nhiếp chấn đình thay đổi sắc mặt, đi vòng ra khỏi bàn, bước nhanh về phía trước đỡ ông ta dậy, nói tội ở thiên nữ giáo, sao có thể trách đại tư mã. Nếu không có thiên nữ giáo vì tư dục của bản thân dung túng ngô công lĩnh, thế cục sao có thể đi đến bước này. Kim tước lắc đầu, giờ nói thiên nữ giáo gì đó đã không còn ý nghĩa gì nữa bệ hạ có thể làm được gì thiên nữ giáo. Bệ hạ, chiến cơ đã mất, không thể gây thêm hậu hoạn nữa. Bản thân chúng ta phải ổn định, không thể để ngoại địch nhân cơ hội, nếu không biến cố trong khoảnh khắc sẽ khiến người ta khó mà phòng bị. Đến nhanh, đi cũng nhanh, sau khi Kim Tước Diện Thánh liền khẩn cấp trở về cảnh nội Tống Quốc, lo liệu công việc đàm phán với Tống Quốc. Rút quân không thể nói rút là rút, cũng phải xem kẻ địch có bằng lòng không đã, trước hết phải liên hệ rõ ràng với Tống Quốc, các người đừng dày vò nữa, chúng ta rút lui, lợi cho các ngươi, không đánh với các ngươi nữa là được chứ gì. Đương nhiên, cũng hy vọng đây là điều kiện để chấm mút chút lợi ích, chẳng hạn bắt Tống Quốc cắt nhường vài châu. Bệ hạ, tấn hoàng thái thúc hùng đích thân tới, thiệu bình ba vội vàng chạy tới cửa nghinh tiếp. Quân thần đi vào, ngồi xuống trong hiên các, thái thúc hùng cũng không dài dòng, cô vương vừa nhận được tin, Hàn Quốc chuẩn bị rút quân, Hàn Tống đã bí mật đàm phán, lập tức sẽ ngừng chiến, tứ phương tĩnh bình, bất lợi cho hậu sự của ta, chỗ ngươi rốt cuộc đang mưu tính thế nào? Thiệu Bình Ba trả lời, bệ hạ, huyền vi nắm giữ về quốc nhiều năm, cây lớn dễ sâu, việc này không thể gấp được, nếu không sẽ bị cắn ngược. Bệ hạ, tần quốc mới lập, bách phế đãi hưng, tương đương với thời kỳ bất lực viện trợ cho vệ quốc, tấn quốc ta chờ được. Thái Thúc Hùng vung tay lên, cứ chờ chờ chờ, hôm nay cô vương muốn biết, khi nào có thể động thủ, hôm nay ngươi nhất định phải cho cô vương câu trả lời rõ ràng. Giọng điệu không được tốt lắm, thực sự cũng rất phiền não, khí vân tông đã phái người đi tập kích cướp người trong hoàng cung triệu quốc nhưng vẫn chưa trở về, ngay cả ba vị túc lão cũng không có tin tức, đến nay vẫn phải đi khắp nơi tìm người, đoán chừng đã xảy ra chuyện, có điều tổn thất này không thể tránh khỏi quá thê thảm. chương 1344, Sư Phụ, Bắc Châu xảy ra chuyện. một Trộm gà không thành còn mất nắm thóc, bên khí vân tông đang trách ông ta làm việc bất lợi, muốn ông ta bàn giao rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mấu chốt là ông ta đã nghĩ hết cách cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ba vị thái thượng trưởng lão sao lại không thấy đâu không bàn giao được dĩ nhiên là nhiều lần bị khí vân tông mắng phun máu chó khiến cho ông ta tâm phiền ý loạn cũng không phải là chút giận lên thiệu bình ba chẳng qua bị khí vân tông làm cho hơi khó chịu thôi hắc thủy đài cái gì cơ cấu tình báo mạnh cái gì tất cả đều bị mắng thành phân chó khí vân tông nói nếu không phải ngươi cung cấp tình báo bất lợi có thể xảy ra chuyện như vậy sao Chắc chắn là mạng lưới tình báo của ngươi không nắm được tình hình chính xác tỉ mỉ, cho nên mới khiến tông môn đưa ra phán đoán sai lầm. Thái Thúc Hùng không còn gì để nói, lý lẽ này bảo ông ta nói thế nào đây? Lúc trước ông ta đã từng nhắc nhở, hoàng cung một nước ngư lòng hỗn tạp, rất dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, đâu có dễ hạ thủ như vậy. Nhưng trưởng môn không nghe, nhất định phải đi làm giàu ngang xương như vậy, giờ xảy ra chuyện lại thành lỗi của ông ta. Nhưng mấy chuyện thế này giải thích vô ích, cũng chẳng tiện giải thích chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Nhưng tới khi nào mới kết thúc cơ chứ? Ban nãy ông ta lại vừa mới bị thoá mạo một trận, người làm hoàng đế này cũng bực bội quá. Ba thái thượng trưởng lão không thấy đâu, đây không phải chuyện nhỏ, đối với khí vân tông mà nói là chuyện lớn tay trời, không bàn giao được thì việc này không thể dễ dàng bỏ qua. Thái Thúc Hùng nhớ ra vài chuyện lớn có thể di chuyển sự chú ý của khí vân tông, một khi hai nước vệ tấn khai chiến, chuyện này tự nhiên sẽ bị khí vân tông tạm thời gác lại. Mặc dù Thiệu Bình Ba không biết đối phương sao lại nổi giận, nhưng cũng đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đế đã nói đến nước này, y ăn nhờ ở đậu còn có thể làm sao, liền quay sang khẽ gật đầu ra hiệu với đại nội tổng quản Đào Lược. Đào Lược hiểu ý, quay đầu xoay người phất tay, ra hiệu tất cả những người không liên quan lui xuống. Không có người ngoài, không lo tiết lộ cơ mật, Thiệu Bình Ba kể lại chuyện trước đó Hoàng đế về quốc miễn trước thái úy của Nam Nhân Ngọc. Ai ngờ Thái Thúc Hùng khoát tay e nói, việc này Đào Lược đã bẩm báo, cô vương đã biết, người không đạt được ý đồ, đã bị huyền vi cản lại. Cô vương nói rồi, chỉ muốn biết lúc nào có thể động thủ. Thiệu bình ba hơi cúi người nói xin lỗi đào lược, có vài việc không phải cố ý giấu giếm đào tổng quản, mà là việc quan hệ cơ mật, một khi để lộ chút phong thanh, hết thảy đều sẽ uổng câu. Vì việc này bệ hạ chỉ có thể thành công, không thể thất bại, cho nên phải cẩn thận. Đào lược hơi gật đầu tỏ ý đã hiểu, thương thục thanh nghe thấy chỉ có thể thành công không thể thất bại tâm trạng cũng hơi thoải mái một chút. Thiệu Bình Ba nói với Thái Thúc Hùng, bệ hạ, nam nhân ngọc tay nắm binh quyền không dễ động vào như vậy, động vào hắn chỉ để thăm dò, tất nhiên Huyền Vi cũng phải ngăn cản, cũng chính vì muốn Huyền Vi ngăn cản. Thứ nhất, để Huyền Vi chống lại về quân, sau đó chắc chắn nàng ta sẽ tự suy ngẫm, từ đó sẽ kiềm chế lại ít nhiều, làm nên cho hành động kế tiếp của thần. Thứ hai, cũng quan trọng nhất, ly gián tình tỷ đệ của bọn họ, trải qua việc này, dưới sự mê hoặc của gian tế bên ta, vệ quân huyền thừa thiên sẽ hoài nghi lo nghĩ đối với huyền vi nghi ngờ tỉ mình muốn ngu đồ chiếm vị có khúc nhạc đệm này gian tế bên ta có thể tiếp tục thúc đẩy lòng nghi ngờ nhanh chóng động thủ tiếp động vào nam nhân ngọc là giả đối tượng thật sự muốn động vào là tổ chức tình báo lớn nhất vụ phủ mà huyền vi đang nắm giữ trong tay chỉ cần huyền thừa thiên đưa tay ra chỉ cần lấy được vụ phủ trong tay huyền vi huyền vi sẽ trở thành kẻ câm điếc mù loà thái thúc hùng hít mắt nhưng lại lộ vẻ đăm chiêu Thiệu Bình Ba tiếp tục nói, chỉ cần chặt đứt tai mắt của Huyền Vi, Huyền Vi sẽ mất đi khả năng thuận lợi khống chế thế cục. Huyền Thừa Thiên muốn động vào Nam Nhân Ngọc sẽ dễ dàng hơn, có khúc nhạc dạo lần này, Nam Nhân Ngọc sẽ đụng vào tường thêm lần nữa, Huyền Thừa Thiên sẽ mất đi tín nhiệm với Nam Nhân Ngọc, muốn kích động Huyền Thừa Thiên động vào Nam Nhân Ngọc sẽ rất dễ dàng, và cũng có thể kích động Huyền Thừa Thiên xử lý sạch đám thuộc cấp cốt khán của Nam Nhân Ngọc với khí thế nhanh như xét đánh. Đến lúc đó, thế cục quân đội về quốc tất loạn, đại quân tấn quốc nhân cơ hội đánh vào một lần là xong bệ hạ không còn phải chờ bao lâu nữa sắp rồi nhưng lúc này không được liều lĩnh mỗi một bước đều phải thận trọng cân nhắc không được làm huyền vi hoài nghi tiếp tục để huyền vi duy trì ấn tượng với vệ quân rất quan trọng nếu không chọc cho huyền vi phản công huyền thừa thiên căn bản không có sức chống đỡ hiện tại mặc kệ huyền thừa thiên làm gì thế cụ hỏng bét như thế nào huyền vi đều có thể một lần nữa khống chế sức ảnh hưởng thế cục cho nên huyền vi không nghĩ rằng huyền thừa thiên có thể làm ra chuyện cưỡng ép đoạt quyền cũng không tin huyền thừa thiên có thể thành công tất nhiên huyền thừa thiên cũng không phải đối thủ của huyền vi nhưng cái đó không quan trọng tấn quốc ta chỉ cần vệ quốc đại loạn đặc biệt là quân tâm đại loạn chỉ cần cho tấn quốc ta có đủ thời gian để tranh thủ thời cơ là được lông mày thái thúc hùng dần giãn ra tâm trạng thật sự đã thoải mái trở lại trong mắt mơ hồ có tia hưng phấn đào lược ở bên cũng liên tục gật đầu trên bầu trời phủ thứ sử bắc châu một con phi cầm cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, Bành Hữu Tại bay xuống trong phủ, đệ tử bảo vệ Thiên Ngọc môn chạy ra bái kiến. Có phi cầm cỡ lớn như Hữu Đạo tặng này, mỗi lần lui tới giữa các nơi thật sự vô cùng thuận tiện, đi tới đi lui cũng không dễ gặp phải nguy hiểm. Có điều phận trọng lễ này nhận rồi cũng khá phiền lòng. Thiệu Đăng Vân nghe tin chạy ra, chắp tay hành kiến lễ, "Bành trưởng môn, Thiệu huynh, đột nhiên gọi đến, không biết có chuyện gì?" Bành Hữu Tại gật đầu hỏi thăm, mời vào bên trong. Thiệu Đăng Vân đưa tay mời, bành hữu tại đánh giá ông ta vài cái, đi theo ông ta vào trọng địa quân cơ. Sau khi ngồi xuống nội đường, Thiệu Đăng Vân cho người canh giữ bên ngoài không cho người không phận sự tới gần, cũng không dài dòng, bảo quản ra dương xong bê chiếc dương không lớn không nhỏ tới, đặt trước mặt bành hữu tại. Thiệu Đăng Vân đưa tay mời bành hữu tại xem đồ trong dương. Bành hữu tại cũng không vội vã mở dương ra mà hỏi lại một tiếng, thứ gì vậy? Thiệu Đăng Vân không nhanh không chậm nói, trong khoảng thời gian này, triều đình phái một nhóm người bí mật kiểm chứng tình trạng tham quan ô lại trong cảnh nội Bắc Châu, đã truy tìm được chứng cứ, cũng đưa cho ta một bản, đều ở đây. Chỉ vào cái dương, đạo gia đưa tin đến, nói thứ này cần đưa bành trưởng môn xem, nói bành trưởng môn sẽ biết tiếp theo nên làm như thế nào, bảo triệu mỗ phối hợp làm việc với thiên ngọc môn. Bành hữu tại nghe sau mí mắt giật giật, mấy tháng trước, sau khi nghiêu hữu đạo tới tìm ông ta bàn chuyện thì không có động tính gì nữa. Ông ta vẫn mong chờ chuyện này qua đi, không ngờ nó vẫn tới, Chuyện nên tới thì không thể nào tránh được, Nưu Hữu Đạo vẫn buộc ông ta phải đưa ra lựa chọn. Phần trọng lễ kia quả nhiên không dễ nhận như vậy, điều càng làm lòng ông ta kinh hãi là, vì sao tội trạng của quan viên triều đình lại được triều đình đưa đến tay Nưu Hữu Đạo? Thế lực của Nưu Hữu Đạo này rốt cuộc đã lớn đến mức nào, có thể thao túng được quyết định của triều đình, điều này hình như không được hợp lý. Ông ta đứng dậy mở dương ra, chỉ thấy bên trong chứa từng tập hồ sơ dày, tiện tay cầm một quyển lên xem thử. Vừa nhìn sơ đã biết không thể là giả, trên đó ghi rất rõ ràng những dấu vết tham ô mà quan viên Bắc Châu đã gây ra, những người được triều đình phái đến điều tra bao gồm những ai đều có ký tên rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiệm chứng xác minh. Chương 1345, sư phụ Bắc Châu xảy ra chuyện. 2. Lý do muốn ông ta động thủ đã bày ra trước mặt ông ta, nên lựa chọn như thế nào đây? Thiệu Đăng Vân đứng dậy, nhắc nhở đạo gia nói, buổi tối hôm nay muốn thấy Thiệu Mỗ truyền tin tới muốn xem quyết định của bành trưởng môn. Bành hữu tại cảm thấy sức hồ sơ trên tay như nặng ngàn cân, trần chờ nói có phải hơi vội vàng quá không. Thiệu Đăng Vân, không vội vàng, chỉ cần đệ tử Thiên Ngọc Môn phối hợp, nhân mã Bắc Châu phân bố khắp nơi của ta có thể xuất kích bất cứ lúc nào, một lần dọn dẹp sạch đám tham quan ô lại kia, không để phí công. Chứng cứ triều đình đích thân điều tra đã ở đây, bắt xong phán tôi, xử ngay tại chỗ. Đạo gia nói, những kẻ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, một tên cũng không tha, giết không tha. Đương nhiên, đạo gia còn nói, kê biên tài sản ra, tất cả đều do Thiên Ngọc môn xử trí, cái này số lượng cũng không nhỏ. Mặt khác, đạo gia còn nói, sau này bổ nhiệm quan viên lớn nhỏ ở Bắc Châu đều do Thiệu Mỗ làm chủ. Đạo gia nói, đã bàn bạc xong với Bành trưởng môn. Gương mặt Bành Hựu tại căng cứng, sau lưng những tên này có dính líu với không ít người của ba phái lớn, như trưởng lão đã cân nhắc đến hậu quả sau này chưa? Thiệu Đăng Vân nói, đạo gia đã đặc biệt dặn dò, hậu sự do người xử lý, không cần chúng ta phải chịu trách nhiệm, trời sập có người đỡ. Bành trưởng môn, thời gian không còn sớm, đạo gia còn đang ở tử kim động chờ tin tức của thiệu mỗ. Đúng rồi, đạo gia đã cảnh cáo thiệu mỗ, nói đã đợi mấy tháng, sự kiên nhẫn của người có hạn, sẽ không chờ thêm nữa, không muốn ở lại Bắc Châu này thì cút mau đi. Bành hữu tại cười khổ, đây rõ ràng không phải đang cảnh cáo thiệu Đăng Vân, mà là đang cảnh cáo ông ta. Tiêu giao cung, khách quý tới chơi, trưởng môn linh kiếm Sơn Mạnh viên Đích Thân ghé đến. Gia nghênh đón rất chú trọng cấp bậc, Long hưu trưởng môn tiêu giao cùng Đích Thân lộ diện, cùng đi đến lầu các đái khách phồn hoa như gấm, Mạnh Huynh đột nhiên Đích Thân giá lâm, không biết do rãnh rỗi hay sao. Mạnh Tuyên cất bước đi, gần đây xung quanh Yến Quốc yên ổn, đúng là rãnh rỗi không có gì làm. Long hưu nhíu mày, nhìn ông ta từ trên xuống dưới, có thể tin lời quỷ này của ông ta mới là lạ. Lên lầu các, hai người ngồi đối diện với phong cảnh đẹp đẽ, sau khi nước trà đem lên long hưu phất tay ra hiệu người không liên quan lui xuống nói không có người ngoài có chuyện gì không cần phải vòng vo nữa nói thẳng đi vì chuyện thánh cảnh mạnh tuyên không phải ta nói rồi sao gần đây xung quanh yến quốc yên ổn rãnh rỗi không có gì làm long hưu cân nhắc câu này vẫn chưa thể đoán được liền cau mày nói nói tiếng người đi mạnh tuyên hàn quốc và tống quốc mật đàm trận chiến hàn tống sắp kết thúc việc này không phải là long huynh không biết đấy chứ Long Hưu có nghe nói, đây là yên ổn huynh nói sao? Hai nước không đánh nhau có phải chuyện tốt gì với Yến quốc chứ, hai nước phải ăn thua đủ mới tốt. Mạnh tuyên lắc đầu, sau khi Hàn, Tống ngưng chiến, hai nhà này sẽ tạm thời không gây chuyện, bên Tần Quốc cũng không thể gây ra chuyện gì nữa, Long Huynh không cảm thấy cơ hội đã tới sao. Cơ hội, Long Hưu không hiểu cơ hội gì. Mạnh tuyên liếc mắt nói, bây giờ tình hình xung quanh rất có lợi, chuyện của nội bộ Yến quốc, Long Huynh không định nhân cơ hội giải quyết luôn sao. Trong lòng Long Hưu cảnh giác, ông ta không muốn dễ dãng nhảy cái hố gì đó, hỏi chuyện gì. Mạnh Tuyên nâng chén trà lên, thí dụ như Bắc Châu. Long Huynh, Huynh không phải bằng lòng nhìn Bắc Châu hoàn toàn rơi vào tay Nhiêu Hữu Đạo chứ, hoặc có thể nói là rơi vào tay Tử Kim Động chứ. Lông mày Long Hưu nhướn lên, đã hiểu ra ý ông ta, Huynh muốn thanh tẩy sạch thế lực thiệu đăng vân. Mạnh Tuyên, chẳng lẽ Long Huynh không muốn sao? Thái độ Thiên Ngọc Môn lập lờ nước đôi, chỉ cần Huynh ta liên thủ ra mặt tìm tới Thiên Ngọc Môn, cho dù Thiên Ngọc Môn sẽ không hoàn toàn nghiêng về nhà ta hoặc huynh, nhưng để Thiên Ngọc Môn duy trì vị trí trung lập cũng tốt, tóm lại là không thể lại để ngồi bên phía Ngưu Hữu Đạo hoặc Tử Kim động kia. Có Thiên Ngọc Môn phối hợp, thanh tẩy Bắc Châu không khó. Bây giờ chính là thời cơ tốt đẹp, đợi sau này xảy ra chuyện gì, có muốn ra tay cũng chỉ e phải cân nhắc rất nhiều. Bên này đang nói, đệ tử Long Hưu dịch thư chạy nhanh vào, khẩn cấp báo cáo nói, sư phụ, Bắc Châu xảy ra chuyện rồi ngay lúc bên này đang bàn chuyện bắc châu lại có người chạy tới nói bắc châu xảy ra chuyện hai người long mạnh vô cùng kinh ngạc mạnh tuyên lập tức hỏi xảy ra chuyện gì dịch thư nhìn ông ta một cái không để ý tiếp tục bẩm báo với sư phụ trước mặt mình thiệu đăng vân bắc châu liên kết với thiên ngọc môn trắng trợn chém giết rất nhiều quan viên triều đình phái đến đột nhiên đồng loạt ra tay ở các nơi khắp bắc châu trước đó không hề có dấu hiệu gì các quan viên bắc châu triều đình phái đến gần như không có ai may mắn thoát khỏi hầu như đều bị giết ngay tại chỗ Hai người long, mạnh đồng thời đứng lên kinh ngạc, long hưu gầm thét to gan. Càn dỡ, đây là muốn tạo phản à. Dịch thư nói, bọn hắn xuất quân có lý do chính đáng, trong tay cầm chứng cứ tội phạm tham ô do triều đình kiểm chứng. Thiệu Đăng Vân lấy lý do những chuyện này có dính líu quá rộng, nhìn thấy mà giật mình, nếu không giết không đủ chút bỏ căm phẫn của dân chúng. Lấy danh để phòng tội phạm đào thoát nên nhanh chóng ra tay, có thiên ngọc môn phối hợp, không có chút lực cản nào, thậm chí các nơi còn không kịp phản ứng sau khi Thiệu Đăng Vân xuất binh huyết tẩy quan trường Bắc Châu, đã trực tiếp bổ nhiệm quan viên thay tạm, lý do là để đề phòng Bắc Châu náo loạn. Long Hưu vô cùng kinh ngạc, tội trạng triều đình kiểm chứng sao lại nằm trong tay Thiệu Đăng Vân. Dịch thư, việc này cũng không rõ. Long Hưu lộ vẻ mặt dữ tợn nói, tướng ăn của tử kim động hơi khó coi quá rồi. Mạnh tuyên, có phải tử kim động không chỉ e vẫn chưa biết được. Hả, Long Hưu quay đầu nhìn về phía ông ta, giống như không hiểu. Mạnh tuyên hỏi dịch thư, ban nãy người vừa nói, những quan viên triều đình bổ nhiệm ở Bắc Châu gần như không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị thiệu đăng vân hạ độc thủ. Dịch thư, là như vậy. Mạnh tuyên cười lạnh nói với Long Hưu, nghe thấy rồi chứ, không một ai may mắn thoát khỏi, quan viên bên đó có bao nhiêu kẻ liên quan đến tử kim động không rõ, tử kim động không thể mạo muội động thủ, ai gây ra chuyện này còn cần ta phải nhắc nhở sao. Long Hưu gần giọng nói, như hữu đạo, Mạnh tuyên, hắn đang nói với người thiên hạ biết, Bắc Châu cũng là địa bàn hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của hắn, tên khốn nạn đó đáng ra nên giết chết từ sớm mới đúng. Hoàng cung Yến Quốc, tịch siêu trưởng lão Tiêu Giao Cung, thân báo Xuân trưởng lão Tử Kim Độc, lạc danh kiếm trưởng lão Linh Kiếm Sơn cùng nhau xông thẳng vào Hoàng cung Đại Nội, không ai dám cản. Thương Kiến Hùng đang cùng với Sủng Phi A Tước đang ở trong đình đài lầu các chàng chàng thiếp thiếp, ba vị trưởng lão đột nhiên lao đến, dọa cho A Tước đang ngồi trên đùi Thương Kiến Hùng vội vàng bật dậy. Bệ hạ thật đúng là thật có nhã hứng. Tịch siêu cười lạnh, thương kiến hùng cũng đứng lên, phất tay ra hiệu một chút, đám A à tước vội vàng lui xuống. Sau đó, thương kiến hùng hỏi, ba vị trưởng lão cớ gì nổi giận đùng đùng như thế? Thân báo Xuân Trầm giọng nói, bệ hạ không phải không biết chuyện Bắc Châu chứ? Thương kiến hùng, biết thì sao? Thân báo Xuân nổi giận, Bắc Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ vẫn còn có tâm tình nhãn nhã thưởng thức mỹ sắc. Thương kiến hùng cãi lại nói, không tâm tình nhàn nhã thì quả nhân còn có thể làm gì nữa chứ? Chỉ cần không phải mù loà, đều biết đằng sau việc này có dính líu tới người của tử kim động, chuyện của tử kim động đang làm, quả nhân dám làm gì chứ. Thân báo Xuân nhìn tịch diêu và lạc danh kiếm hai bên, nói ta lặp lại lần nữa, việc này tuyệt đối không phải tử kim động làm. mươi 1346, nghiêm trưởng lão đang giáo huấn ta. Thương kiến hùng cao giọng nói, chẳng lẽ như hữu đạo không phải người của tử kim động sao? Thân trưởng lão tuyệt đối đừng nói chuyện này cũng không liên quan đến như hữu đạo, kẻ mù cũng có thể nhìn ra nghiêu hữu đạo mới là chủ mưu đằng sau. Thân báo Xuân căng mặt ra, bị chặn cho không biết nói gì. Quan hệ bên trong, người đến hiểu rất rõ, nhưng bọn hắn chỉ quan tâm đến một chuyện khác. Lạc danh kiếm nói, tội trạng quan viên Bắc Châu Triều Đình kiểm chứng tại sao lại rơi vào tay Thiệu Đăng Vân. Nhiều chứng cứ phạm tội của quan viên như vậy sao lại rơi hết vào tay Thiệu Đăng Vân. Có một số chuyện bọn hắn phải làm cho rõ ràng, ba phái lớn lo lắng Triều Đình bên này cấu kết với Nhiêu Hữu Đạo, Thương Kiến hùng thở dài, việc này là người bên dưới làm không đến nơi đến chốn, tội trạng sau khi tra rõ, vốn phải tập trung mang về kinh thành, ai ngờ trên đường gặp phải giặc cướp, chú quân Bắc Châu nghe tin chạy tới bắt cướp, cùng lúc bắt cướp thì mớ chứng cứ phạm tội kia cũng rơi vào tay bọn họ, vì vậy tình thế mới mất khống chế. Thân báo Xuân trầm giọng nói, người đang yên đang lành, đi điều tra quan viên Bắc Châu làm gì? Hơn nữa còn thanh tra toàn diện, lấy đá nện chân mình là thế nào? Thương kiến hùng rõng rạc nói, Bắc Châu đã không còn nằm trong tầm khống chế của triều đình nữa. Thứ duy nhất có chút tác dụng cản tay với các thế lực liên quan ở Bắc Châu cũng chỉ có những quan viên địa phương do triều đình bổ nhiệm kia, ít nhất cũng có thể làm tai mắt cho triều đình. Nói những quan viên kia sẽ tuyệt đối trung thành với triều đình, lời nói này ra các ngươi tin sao? Triều đình nhất định phải nắm được chứng cứ điều tra phạm tội của bọn hắn trong tay, ai dám làm cỏ đầu tường, triều đình sẽ cho hắn thân bại danh liệt. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm như vậy có lỗi sao ba vị trưởng lão nhíu mày đối phương giải thích hoàn toàn hợp tình hợp lý thật sự không tìm ra được sai sót nào chơi bài này pháp lực cao thâm cũng vô dụng bọn hắn so với thương kiến hùng còn kém xa đợi đuổi cổ được ba người đi đại tổng quản đường ngữ xích lại gần bên cạnh thương kiến hùng thấp giọng nói bệ hạ cao đại nhân tới ừm thương kiến hùng nghiêng đầu ra hiệu chỉ chốc lát sau cao kiến thành bước nhanh vào sau khi hành kiến lễ liền hỏi bệ hạ nghe nói kia ba vị trấn giữ đến đây, không xảy ra chuyện gì chứ. Ông ta cũng lo lắng kế hoạch xảy ra sơ hở gì, sau khi nghe được phong thanh liền lập tức chạy tới tìm hiểu. Thương kiến hùng gật đầu, hít mắt nói, hy vọng lần này có thể gây loạn. Cắt đường tài lộ, hành vi của Bắc Châu thật sự đã chọc giận một vài người, chặt mất lợi lộc đến từ Bắc Châu hàng năm của vài người, có thể vui được mới lạ. Tiếng kêu gào tức giận của những người có liên quan của tử kim động làm trưởng môn cung lâm sách khó chịu, ngay cả nghiêm lập cũng không giữ được bình tĩnh, ông ta cũng có được một phần lợi lộc do quan viên bên Bắc Châu hiếu kính, như hiếu đạo giết cả người mà ông ta bảo vệ, tương đương với chặt mất một đường tài lộ của ông ta. Sau khi đại điện nghị sự ồn vào một phen, lấy trưởng môn cung lâm sách làm đầu, thân là trưởng lão tông môn nghiêm lập, nguyên ngạn, phó quân nhược, doãn dĩ đức, mạc linh tuyết, cùng nhau chạy tới mau lư biệt viện. Như Hữu đạo nghe thấy tin liền chạy ra, buồn cười nói, ngọn gió nào thổi chư vị cùng nhau tới đây. Sau khi hành lễ, đưa tay mời mọi người vào trong không ai đi vào, chỉ chặn ở cửa, cung lâm sách trầm giọng hỏi, như trưởng lão, Bắc Châu xảy ra chuyện gì? Như hữu đạo kinh ngạc, Bắc Châu, Bắc Châu có thể có chuyện gì? Nguyên ngạn cả giận nói, bớt ở đây giả vờ hồ đồ đi, thiệu đăng vân liên thủ với thiên ngọc môn huyết tẩy quan trường Bắc Châu, người dám nói ngươi không biết. Như hữu đạo a à một tiếng, việc này ấy à, ta còn tưởng là đại sự gì đáng để chư vị hương sư động chúng, không phải chỉ giết vài tên tham quan ô lại thôi sao, có phải là chuyện gì đâu nguyên ngạn mấy tên đó là mấy tên sao giết bao nhiêu trong lòng ngươi không rõ à như hữu đạo nhẹ nhàng một câu ta và ngươi xuất thân hương giá, từ nhỏ đã bị tham quan ô lại hại thảm chỉ cần có cơ hội có bao nhiêu giết bấy nhiêu mạc linh tuyết đó là quan viên triều đình bổ nhiệm không tới phiên ngươi tự tiện giết chóc nếu người trong thiên hạ đều giống như ngươi cả yến quốc này chẳng phải đại loạn à như hữu đạo một tay đỡ kiếm một tay dựng một ngón tay lên chỉ ít bắc châu ta đảm bảo không thể loạn nổi ai dám quấy rối ở Bắc Châu thì cứ thử xem. Doãn dĩ Đức nói, quan viên triều đình tự có luật pháp trừng phạt, mọi thứ đều có quy củ, người thân là trưởng lão tử Kim Động, thân là một phần tử quản chế thiên hạ Đại Yến, nên giữ gìn quy tắc, há có thể làm bậy. Nghiêu hữu đạo kỳ quái, trừng mắt nói các ngươi có ý gì? Giết vài tên tham quan ô lại chẳng lẽ là giết nhầm sao? Doãn dĩ Đức triều đình đã tra ra chứng cứ phạm tội của bọn hắn, muốn trừng phạt bọn hắn cũng là triều đình trừng phạt, người tham gia vào việc này là thế nào? Cung lâm sách đang mặt mày căng thẳng cũng khẽ lên tiếng, có một số việc cũng không cần thiết che giấu vòng vèo, giữa người một nhà nói rõ ràng cũng không sao, những quan viên kia ít nhiều đều có liên quan đến ba phái lốn, người giết thế này, tiêu giao cung và bên linh kiếm sơn rất có ý kiến, giờ đều đang ý kiến với chúng ta, chuyện này nhất định phải có một bàn giao. Quản phương nghi đứng bên cửa nhìn thấy cảnh này, cảm giác như cả đám người này đang muốn vây công nghiêu hữu đạo, Nghiêu hữu đạo hỏi lại, trưởng môn muốn bàn giao cái gì? Cung lâm sách nói, chuyện lần này, tử kim động có thể đè xuống, nhưng quan viên triều đình bổ nhiệm tiếp cho Bắc Châu, người không thể can thiệp nữa. Ý tứ này nghiêu hữu đạo đã hiểu, các bên đang muốn bổ nhiệm những quan viên có liên quan đến mình tới Bắc Châu, tiếp tục lợi ích của mỗi người. Nghiêu hữu đạo ha ha nói, mọi người cứ vây quanh ta thế này, ta không đồng ý không được, được, ta không can dự. Thấy hắn đồng ý, sắc mặt mọi người hơi dịu lại, chỉ cần không tổn hao đến lợi ích, những người bị giết bên Bắc Châu, bọn hắn cũng chẳng để ý, vì những người kia mà ồn ào với Nhiêu Hữu Đạo ở Tông Môn cũng không cần thiết. Hơn nữa, tốt xấu gì Nhiêu Hữu Đạo cũng là trưởng lão tử Kim Động, bên Bắc Châu lại xuất quân có lý do, giết tham quan ô lại là chuyện không hề sai. Thật tình không biết Nhiêu Hữu Đạo chỉ không muốn cứng rắn đối đầu với bọn hắn mà thôi, muốn phái người tới Bắc Châu tiếp, nghĩ hay thật, nằm giường bên cạnh há lại cho người khác ngáy, đảm bảo đi tên nào chết tên đó, đảm bảo sẽ không ai có thể ngồi trên vị trí kia được lâu đảm bảo đến chết cũng không ai dám đi mới thôi nghiêm lập cũng không yên tâm với hắn nhắc nhở như trưởng lão có thiệu đăng vân và thiên ngọc môn ở đó ngươi cũng nói rồi bắc châu không loạn được những quan viên triều đình kia có dính líu đến tiêu giao cung và linh kiếm sơn dù sao ngươi cũng là một thành viên của tử kim Độc sau này mọi thứ cũng nên cân nhắc vì tông môn không thể làm lung tung ý của lời này là quân đội bắc châu và thế lực tu hành đều là người của ngươi bắc châu đã ở trong tầm khống chế của ngươi quan lại địa phương kia không thể nào ảnh hưởng được sự khống chế của ngươi đối với bắc châu không cần thiết phải quá để ý đến bọn hắn nghiêu hữu đạo hơi nhíu mày hắn không phải quá để ý đến quan viên địa phương bắc châu hắn chỉ muốn ép thiên ngọc môn nhập đội bày tỏ thái độ đương nhiên chân tướng bên trong hắn sẽ không nói ra hỏi ngược một câu nghiêm trưởng lão đang giáo huấn ta sao nghiêm lập ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi nghiêu hữu đạo trở mặt trong nháy mắt nhắc nhở cái gì đừng có kéo tiêu giao cung và linh kiếm sơn ra đây nói với ta, ta căn bản không muốn động tới người của bọn hắn, cũng không muốn làm việc này ở Bắc Châu. Là trước kia có người cứ quấn lấy ta, nhất định phải gây phiền phức cho lão tử, coi lão tử là đất nặn hay sao? mươi 1347, như hữu đạo, người đừng quá đáng. Sắc mặt mọi người trầm xuống, cái thằng này rõ ràng đang nói, không phải gây chuyện với người ngoài, mà là người của tử kim động trước kia gây phiền phức cho hắn trước, giờ chỉ đáp trả thôi. Nghiêu hữu đạo khiêu khích càn rỡ và ngang ngược, lúc này, mọi người chỉ có thể làm như nghe không hiểu. Làm việc trái lương tâm rất sợ quỷ gõ cửa, thực ra trước đó mọi người cũng có nghi ngờ về phương diện này, lần này coi như đã xác thực rồi. Nhiêm lập cũng hơi không biết nói gì, thầm nghĩ, bọn hắn tìm ngươi gây phiền phức, ta đâu có tìm ngươi gây phiền phức, tốt xấu gì ngươi cũng phải thủ hạ lưu tình chứ, giết người của ta luôn là thế nào. Có điều ngẫm lại, thằng này có lẽ cũng không rõ ai là người của ông ta, ai không phải người của ông ta. Quản Phương Nghi đứng cạnh thầm chật lưỡi, phát hiện phong cách của đạo gia khi đối mặt với đám người từ kim động này hoàn toàn không bình thường lắm, động chút là dở tính trẻ con. Đợi cả đám đi rồi, Nghiêu Hữu Đạo cũng điềm nhiên như không có việc gì trở vào bên trong. Đi vòng qua vòng lại trong đình viên một lúc, Văn Mặc Nhi mới lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, có lòng tốt nhắc nhở một tiếng, đạo gia, huynh làm vậy không hay lắm đâu. Nàng ta cũng đổi lại giống như người bên này rồi, cứ gọi Nghiêu Hữu Đạo là trưởng lão cũng cảm thấy kỳ kỳ. Ngưu Hữu đạo ừm một tiếng, quay đầu cười hỏi, có cao kiến gì? Phan Mặc Nhi khoát tay, ta chẳng có cao kiến gì cả, chẳng qua đợt trước tới chỗ trưởng môn, trong lúc vô tình nghe thấy trưởng môn bọn hắn đang bàn bạc, nói về chuyện thánh cảnh. Thánh cảnh, Ngưu Hữu đạo thu lại nụ cười, quay người lại đối diện, nghiêm mặt hỏi, thánh cảnh thế nào? Phan Mặc Nhi, hình như bên phiếu miếu các lên tiếng, yêu cầu các môn phái lớn trong hàng ngũ phiếu miếu các mỗi bên cử ba đệ tử tinh nhuệ đi thánh cảnh, nói thánh cảnh là cơ hội để mọi người trải nghiệm giờ các phái còn đang định danh sách đệ tử vào thánh cảnh huynh làm cứng với mọi người vào thời điểm này không thích hợp lắm đâu nghiêu hữu đạo lập tức hiểu được ý đồ trong lời nói của nàng ta nếu chọc giận đám người kia có khi sẽ cho tên hắn vào danh sách đề cử việc này hắn không hề nghe được chút phong thanh nào liền trầm giọng nói cô chạy đi một chuyến mời nghiêm trưởng lão tới đây vâng văn mạc nhi đồng ý rồi lại do dự nhắc nhở thêm một câu đạo ra việc này huynh đừng nói là ta nói nhé Nhiêu Hiếu Đạo gật đầu, yên tâm, sẽ không bán đứng ngươi. Đợi Văn Mặc Nhi đi rồi, như Hiếu Đạo lại gọi PQN tới nói, thông báo Lão Hùng, chuẩn bị một bàn rượu thịt. Bên này đợi một lúc cũng chẳng đợi được nghiêm lập đến, mãi sau khi Văn Mặc Nhi quay về mới biết, sau khi đám nghiêm lập rời khỏi đây thì lại đến đại điện nghị sự bàn việc. Văn Mặc Nhi không tiện vào quấy giày, chỉ có thể đợi sau khi nghiêm lập bước ra mới gặp mặt chuyển lời được. Đợi một lát, nghiêm lập cũng tới, có điều cũng rất đúng lúc, rượu thịt của viên phương cũng đã chuẩn bị xong gọi ta tới tới lui lui làm gì đấy nghiêm lập vừa gặp hắn cũng chẳng hề có thái độ tốt đẹp gì ban nãy mới biết đã ngộ thương người của nghiêm trưởng lão trong lòng hổ thẹn nên đặc biệt chuẩn bị một mâm rượu thịt để nhận lỗi với nghiêm trưởng lão một mâm rượu thịt là có thể tống cổ được ta à đừng thấy nể mặt mà được nước ông là trưởng lão ta cũng là trưởng lão địa vị trong môn giống nhau bớt lên mặt với ta đi mâm rượu thịt này của ta là thiên hạ nhất việt trưởng môn còn chưa từng được thưởng thức hôm nay hời cho ông rồi đấy Nghiêu hữu đạo vừa nói vừa kéo, lôi nghiêm lập vào trong, rồi lại nhấn nghiêm lập ngồi vào bàn tiệc. Nghiêm lập giờ khóc giờ cười, có điều sau khi ngửi thấy mùi thơm và những món ăn màu sắc trên bàn thì cũng khá sừng sốt. Nếm thử đi, Như hữu đạo lại cứng rắn ấn đũa vào tay ông ta. Khách theo ý chủ, miễn cưỡng làm theo, nhìn món ăn thực sự cũng mới mẽ, nghiêm lập hơi động lòng nếm thử một miếng, hai mắt lập tức tỏa sáng, đũa động liên tục, nếm một lượt tất cả các món ăn, cảm thấy mùi vị quả thực không tệ, không gạt ông chứ, ta thành tâm nhận lỗi cơ mà. Nghiêu Hữu đạo cười nói rót rượu cho ông ta. Sau khi hai người nâng chén cùng uống, Nghiêu Hữu đạo hỏi, nghe nói tông môn đang chọn người đi thánh cảnh. Nhiêm lập không nghĩ nhiều, mấu chốt không biết Nghiêu Hữu đạo mới biết được, ừng một tiếng, đũa không ngừng, miệng cũng không ngừng. Nghiêu Hữu đạo lại hỏi, chọn được người chưa? Nghiêm lập, tạm thời vẫn chưa chọn ra, vẫn còn chút thời gian mà, nhưng cũng không dễ chọn. Nghiêu Hữu đạo tiếp tục giúp ông ta rót rượu, tỏ vẻ tò mò nói, từ kim động nhiều người như vậy, chọn ba người mà cũng khó khăn à. Nói tới chuyện này, nghiêm lập đặt đũa xuống thở dài, phiêu miếu các muốn phái ra các đệ tử ưu tú. Không phải người không biết, đệ tử ưu tú trên cơ bản đều là thuộc hệ của các trưởng lão có nắm tài nguyên. Trải nghiệm, có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nên đều chẳng ai muốn để đệ tử của hệ mình đi. Nhưng bên kia lại yêu cầu là đệ tử tinh nhuệ của các phái, chưa đến lúc cuối cùng thì vẫn sẽ từ chối đưa đẩy không quyết định được. như Hữu đạo ừm một tiếng, vậy chuyện này sao lại phải giấu giếm ta? Giấu giếm ngươi, giấu giếm ngươi làm gì? Nghiêm Lập sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ ra, khoát tay nói, không giấu giếm ngươi, sợ lòng người thấp thỏm nên tạm thời chưa công khai mà thôi. như Hữu đạo tiếp tục hỏi, không cho ta biết, vậy không phải định đẩy ta vào danh sách đấy chứ? Nghiêm lập lại sững sờ, nhìn nhìn một bàn đồ ăn ngon, không kìm được bật cười, hiểu ra chỉ chỉ hắn, người ấy người ấy, lão đệ, nghĩ nhiều quá rồi, tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng lão của tử kim động, cho dù có người muốn đưa tên ngươi vào thì những chuyện thế này cũng không thể tùy tiện đưa trưởng lão tông môn đi được, chả ai làm như vậy cả. Yên tâm đi, chuyện này, không liên quan đến ngươi, ngươi ở một bên xem náo nhiệt là được rồi. Hay, mấy người các ông xấu tính quá, ta không lo lắng không được. Như hữu đạo nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục mời ông ta uống rượu. Nghiêm lập tạm dừng, nhìn hắn, chúng ta xấu xấu hay không xấu tạm thời không bàn tới ta nói ngươi chẳng hề nể mặt ta gì cả tốt xấu gì giữa chúng ta cũng có giao tình người của ta người nói giết là giết hà nghiêu hữu đạo ngay từ đầu cũng không biết ai là người của ông hiểu lầm hiểu lầm nghiêm lập khoát tay chuyện quá khứ ta không muốn nói thêm ta chỉ muốn lão đệ cam đoan một điều những người khác ta mặc kệ nhưng người của ta ngươi không thể động đến nữa nghiêu hữu đạo bóp tay ông ta một cái cái gì mà người của ngươi người của ta chỉ là vài tên tham quan ô lại thôi ấy mà, có đáng để ông phải so đo thế không? Ta nói rõ với ông câu này, ông cứ thoải mái đi điều tra, chỉ cần tra ra trên địa bàn của ta ai là tham quan ô lại, chỉ cần ông có chứng cứ, ông muốn giết thế nào thì giết, ta không oán hận một câu." Nghiêm lập thấy hắn cắn chặt không buông, không yên tâm về hắn, cảnh giác nói, "Ngươi có ý gì? Ngươi vẫn muốn làm tiếp đúng không? Ngươi bồi lễ xin lỗi như vậy đấy à?" Như Hữu Đạo, Nghiêm trưởng lão từ chút lợi lộc này coi như ta thấy rõ rồi đấy, chỉ chút tiền nhỏ, đáng đến mức như vậy sao? Thấy hắn vẫn không chịu nhả ra, nghiêm lập trợn mắt nói, như hữu đạo, người đừng có quá đáng. Như hữu đạo, ta không phải có ý này, ai biết ai là người của ông, ai không phải người của ông, khi nào ông đưa cho ta một danh sách thì tất cả đều dễ nói, được không nào? Nghiêm lập hừ hừ nâng đúa, tiếp tục ăn, ra vẻ thế thì còn tạm được. Như hữu đạo lại nói, có điều ta cảnh cáo trước, ông không thể để ta có tên trong danh sách đi thánh cảnh, nếu tình hình không bình thường, ông cũng phải nhắc nhở trước cho ta một tiếng, nếu như ông thọc gậy bánh xe thì đừng trách ta trở mặt. Hai, cái tên này, đã nói không liên quan đến ngươi, sao ngươi cứ không tin ấy nhỉ? Lòng nghi ngờ cũng nặng quá rồi đấy. Được rồi, biết rồi, nghiêm lập lắc đầu, chương 1348, loại người này rất nguy hiểm một. như hữu đạo lập tức vui tươi hớn hở mời rượu, không phải lòng nghi ngờ của hắn nặng, mà hắn đi được đến ngày hôm nay không thể không cẩn thận chuyện lật thuyền trong mương hắn gặp quá nhiều rồi bí cảnh thiên đô theo lý mà nói hắn cũng không cần phải đi ai ngờ vẫn làm cho hắn đi huống hồ hắn lại đắc tội với không ít người của tử kim động có trời mới biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì hắn có thể giống như một người vô sự coi như không có chuyện gì sao có một số việc không thể không đề phòng chẳng những đề phòng mà còn phải cực kỳ đề tâm sau khi vui vẻ với nghiêm lập rồi tiến ông ta đi Nghiêu Hiếu Đạo lập tức gọi quản Phương Nghi và Viên Cương tới, bảo liên hệ với các bên liên quan Ngọc Thương của Hiểu Nguyệt Các, trưởng lão Triều Kính Vạn Thú Môn và Tứ Hải, chuyến đi thánh cảnh này, bảo bọn họ phải phái ra những người đáng tin cậy của mình tham gia. Phòng ngừa chu đáo, đề phòng vạn nhất, Hàn Quốc bắt đầu rút quân khỏi cảnh nội Tống Quốc, vốn vẫn chưa bị ép đến mức nhất định phải rút quân, nhưng Kim Tước trước nay quen thận trọng, cảnh giác cao độ với những nguy hiểm có thể xuất hiện, vì thế không tiếc gánh tất cả trách nhiệm, mất cả vị trí đại tư mã của mình, trực tiếp bị giáng chức thành thứ dân, kiên quyết cổ động Hàn Quốc rút quân. Sau khi biết được tin, Mông Sơn Minh mưu đồ không được như y ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy đáng tiếc, thật sự muốn Hàn, Tống mất sức, Yến Quốc chưa chắc đủ khả năng nuốt cả Hàn Tống nhưng có thể vất vả một lần suốt đời nhàn nhã giải quyết hết hậu hoạn, Tần Quốc mới lập quốc lực không mạnh chính là cơ hội. Còn về Kim Tước bị biếm thành thứ dân, theo Mông Sơn Minh thấy chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm, chỉ cần Kim Tước còn thánh quyến, một khi có việc, bất cứ lúc nào cũng có thể tái xuất. Người có địa vị như kim tước, có biếm thế nào cũng không thể trở thành thứ dân thực sự, vẫn sẽ có một đống người bảo hộ như thường. Trên đường rút quân kim tước cũng phiền muộn không thôi, vốn định ép Tống quốc đang trong cảnh túng quẫn để làm điều kiện lui binh, hy vọng có thể bắt Tống quốc cắt mấy châu phủ trước đó Hàn quốc đã công chiếm cho Hàn quốc. Trong quá trình đàm phán, ba phái lớn Tống quốc nghe thấy Hàn quốc bằng lòng rút quân đã âm thầm thở phào, vội vàng đồng ý. Ai ngờ Ngô Công Lĩnh sống không chịu kiên trì Hàn Quốc nhất định phải rút quân hoàn toàn và trả lại tất cả lãnh thổ Tống Quốc đã chiếm đoạt, vì chuyện này còn không tiếc cổ động người dưới ồn ào hò hét, hét nói gì mà tình nguyện chiến tử, một tấc đất cũng không nhường. Tống Quốc đã không có năng lực đánh tiếp, hao tổn thêm nửa năm nửa, cảnh nội Tống Quốc sẽ bị hủy hoại, đại quân khó bù đắp được, cứ tiếp tục hao tổn thì cả quân Tống đều sẽ phải chết đói, đánh cái gì mà đánh. Ba phái lớn của Tống Quốc mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách nào với ngô công lĩnh, trong trường hợp này, cũng không thể thanh tẩy sạch sẽ người của phe ngô công lĩnh được. Nếu thật sự làm như vậy, e là Hàn Quốc sẽ mừng chết mất, đừng nói rút quân mà chắc là sẽ nhân cơ hội đánh chiếm Tống Quốc. Cuối cùng, ngô công lĩnh thắng. Sách lược lớn của Hàn Quốc đã đặt ra, rút quân là chuyện tất nhiên, ngô công lĩnh nhất định phải bất chấp mọi giá ăn thua đủ với ngươi. Hàn Quốc không thể vì mấy châu kia của Tống Quốc, tiếp tục tiêu hao quốc lực Hàn Quốc quấn lấy quân Tống được. Cuối cùng hai bên đàm phán xong, quân Tống không chiến đấu nữa, quân Hàn hoàn toàn rút về cảnh nội Hàn Quốc. Kết quả này dĩ nhiên khiến ba phái lớn của Tống Quốc vô cùng mừng rỡ, hóa ra ngô công lĩnh đã đúng, cường thế trước khi đàm phán của Hàn Quốc chẳng qua chỉ đang hư trương thanh thế. Trong quá trình này, đối mặt cường thế của Hàn Quốc cũng không phải ba phái lớn của Tống Quốc hồ đồ, mà là quan điểm khác với ngô công lĩnh. Quân Hàn rút lui, hai nước ngưng chiến, cuối cùng đã không cần phải đánh nữa mà còn có thể thu hồi hoàn toàn quốc thổ bị chiếm của Tống Quốc, các con dân Tống Quốc sống sót khỏi khổ ạn vui đến phát khóc, tin vui đi đến đâu đều có tiếng hô to bệ hạ vạn tuế đến đó, trong lúc nhất thời danh vọng của ngô công lĩnh trong cảnh nội Tống Quốc như mặt trời ban trưa, không ai có thể chạm vào. Ba phái lớn Tống Quốc nhận ra, ủng hộ ngô công lĩnh thượng vị đúng là đã chọn đúng người, ít nhất là tốt hơn mục chắc chân. Tính ra, ngô công lĩnh là tỷ phu của ngươi đấy. Chật chật, hoàng đế tỷ phu, tin tức hàn, Tống ngừng tranh phong truyền về, nhắc đến ngô công lĩnh, quản phương nghi trêu chọc thấy gương mặt của Ngưu Hữu Đạo cổ quái liền cười ngặt nghèo. Ngưu Hữu Đạo cũng không tìm được cười một tiếng, lắc đầu, vừa trầm ngâm nói, loạn thế chi gian hùng. Biết hắn đang nói về Ngô Công Lĩnh, quản phương Nhi khinh thường xì một tiếng, chẳng qua là tên tiểu nhân vô xỉ hơi may mắn thôi, nếu không phải ba phái lớn của Tống Quốc bị buộc bất đắc dĩ, hoàng vị của Tống Quốc cũng sẽ không rơi xuống đầu hắn. May mắn, cô nghĩ đây là may mắn nhặt được tiền trên đường à. Trong biến hóa cuộc đời này, may mắn không phải ai cũng có thể nắm bắt được đâu nghiêu hữu đạo lại khẽ lắc đầu từ từ nói người này cũng có chút năng lực đấy hơi trầm mặc một lúc ta phải tìm cơ hội nào đó đi gặp người này thử đại tỷ kết bái kia của ta cũng lâu lắm rồi không liên lạc cũng nên qua lại một chút rồi giúp ta viết một bức thư hỏi thăm sức khỏe nhé hoàng hậu tỉ tỉ phụt quản phương nghi lại cười đến mức run rẩy trưởng lão thiên nữ giáo lại trở thành hoàng hậu cộng thêm quan hệ với nghiêu hữu đạo nghĩ lại thật buồn cười Hoàng cung Tống Quốc, trong đình đài lầu các, Huệ Thanh Bình đầu đội mũ phương ung um dung sang trọng, dựa vào lan can tay nâng bức thư đọc, là thư của Ngưu Hữu Đạo. Sư phụ, bệ hạ đã về, một đệ tử ăn mặc như cung nữ nhắc nhở, đều đã phản bội thiên nữ giáo mà còn mặc trang phục của thiên nữ giáo thì không thích hợp lắm. Huệ Thanh Bình cầm thư hơi quay đầu lại, nhìn thấy ngô công lĩnh đang từ xa bước nhanh chân tới, thấy bộ dạng này, bà ta không khỏi nhíu mày. Ngô công lĩnh cũng thật sự không giống với dáng vẻ hoàng đế, nhìn tới nhìn lui vẫn như một ông già thô lậu, không mặc hoàng bào mà chỉ mặc chiến giáp, người dám đen giống như cục than. Ông ta đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt sau khi cả người gầy đi đã trở nên to hơn, sáng ngời có thần. Đại chiến tạm ngưng, cả Tống Quốc đã bị phá hủy không còn hình dạng gì, giờ quan trọng nhất chính là trấn an dân chúng mau chóng khôi phục trồng trọt, nhất định phải trồng bổ sung cho kịp mùa vụ. Giờ ông ta đang bận biểu chuyện này, công việc của ông ta là dẫn nhân mã chạy tới chạy lui xem xét, mắng chửi người những thứ khác ông ta không hiểu lắm nhưng có một thứ ông ta phải để ý kỹ lương thực lương thực vẫn là lương thực cày cấy gieo hạt lương thực mua từ vệ quốc giờ ông ta đang bận rộn mấy chuyện này khác với mục trác chân tiền nhiệm luôn trốn trong hoàng cung vị hoàng đế như ông ta rất ít khi đặt chân ở trong cung mà luôn trên khoái mã bôn ba bên ngoài thừa tướng tử bình hưu tuổi tác khá lớn không theo kịp bước chân ông ta bệ hạ người là hoàng đế sao có thể cứ chạy bên ngoài mãi thế này không hợp quy củ Ngô công lính, quy củ bàn sau đi, chuyện trồng trọt sao cho ta giải quyết, sau đó hắn bàn chuyện quy củ với ta. Ngoài 30 dặm thành nam vẫn còn ngàn dặm bỏ hoang, sao không hề có dấu hiệu gieo trồng bù. Tử bình hưu, bệ hạ, bách tính lưu lạc, trong lúc nhất thời khó có đủ người để trồng trọt. Ngô công lính quay đầu quát thuộc cấp, truyền quân lệnh của ta, điều 10 vạn nhân mã kinh thành đi trồng trọt cho lão tử. 7 ngày sau, nếu thành nam còn bỏ hoang thì bảo chủ tướng đưa đầu đến gặp ta. Rõ, thuộc cấp lĩnh mệnh, ngô công lĩnh, còn nữa, truyền lệnh cho chú quân các nơi, đừng nhàn rỗi nữa, trồng trọt hết cho lão tử. Nói cho bọn hắn, đợi khi luận công ban thưởng, nơi nào trồng trọt không tốt sẽ bị trừ một nửa công lao. chương 1349, loại người này rất nguy hiểm hai Rõ, thuộc cấp một lần nữa lĩnh mệnh, ngô công lĩnh quay đầu lại nói với tử Bình Hưu, thừa tướng, hãy lấy danh nghĩa triều đình thông cáo với thiên hạ. Trong thời gian chỉ định ai khai hoang đất trồng trọt được thì đất sẽ thuộc về người đó. Tử Bình Hưu không phải tướng lĩnh dưới trướng ông ta, sẽ không có chuyện ra lệnh là buộc phải làm, lúc này liền khuyên nhủ, bệ hạ, làm như vậy sợ sẽ xảy ra rối loạn, có vài vùng đất hoang chưa dám định rõ có phải vô chủ hay không, người khác mạo muội tới trồng trọt e sẽ gây nhiễu loạn. Ngô công lĩnh đi vào đình đài lầu các ngồi xuống, phất tay cho người dân trà, ta nhớ trước kia Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu đã từng làm chuyện như vậy, hắn làm được, sao ta không làm được. Ta mặc kệ những vùng đó là đất hoang có hay không có chủ, vẫn câu nói đó, trong thời gian chỉ định đất hoang có ai trồng trọt thì đất thuộc về người đó, cứ làm thế đi. Ai dám quấy rối, hỏi xem thanh đao trong tay bản tướng quân có đồng ý không?" Ông ta lạnh lùng liếc mắt nói, "Đang thời chiến loạn, nhân lực Tống quốc đã bị tổn thất lớn, người là gốc rễ của Tống quốc. Thừa tướng, năm nay đại loạn vừa ổn định lại ta không nói, nếu sang năm còn xuất hiện tình trạng chết đói trên diện rộng, khiến cho lòng người cảnh nội Tống quốc bàng hoàng, ta thấy thừa tướng ông đây cũng làm đủ rồi đấy." Cho dù ba phái lớn có cầu tình cho ông, ta cũng có biện pháp giết ông, tự ông xem thử mà làm đi. Đây là những lời một hoàng đế sẽ nói sao? Vẻ mặt tử bình hưu giật giật chắp tay nói, rõ. Ngô công lính lại nói, chuyện đàm phán mua lương với vệ quốc phải nắm chắc, lương thực tống quốc ta không kiên trị được bao lâu nữa. Đoạn đường vận chuyển lương thực cũng tốn khá nhiều thời gian, trong vòng nửa tháng muốn nhìn thấy kết quả chuyện mua lương. Đừng nói với ta là khó khăn, người tự nghĩ cách đi nếu đại thần đầy khắp triều đình mà ngay cả chút chuyện này cũng không giải quyết được thì ta cần bọn hắn làm gì. Không xử lý được việc thì đi trồng trọt của ta, đừng có chiếm bồn cầu xong chẳng đi ra phân. Rõ, tử bình hưu bất đắc dĩ đồng ý, vị trước mắt căn bản không theo quy củ, đã bao nhiêu ngày rồi không tảo chiều, trời vừa sáng đã ra khỏi thành, thậm chí mấy ngày cũng không thấy hồi cung, ngoại trừ lương thực, những cái khác đều mặc kệ, ném cho triều thần đi xử lý. Đợi sau khi tử bình hưu rời đi, Huệ Thanh Bình đi tới, ngồi ở một bên hư lạnh nói bùn nhão không dính lên tường được chẳng có chút phong thái hoàng đế gì cả có hoàng đế nào không thượng triều như người không ngô công lĩnh hỏi lại thế nào gọi là bộ dạng hoàng đế hoàng đế tam cung lục viện tần phi vô số ta mà có bộ dạng hoàng đế như vậy thì nàng có chịu không huệ thanh bình nhếch miệng chuyển chủ đề không đề cập tới việc này nhắc nhở thừa tướng mới vừa nói cũng không sai những đất hoang kia không phải tất cả đều vô chủ nói câu khó nghe chỉ e rất nhiều đất hoang kia là của các đại thần trong triều, ai mà không biết địa chủ lớn nhất thiên hạ chính là bọn hắn, chàng làm như vậy, triều thần không có ý kiến mới là lạ. Ngô công lĩnh, ý kiến, ta không phải mục chắc chân, mục chắc chân đã bị kiến của bọn hắn hại chết. Ta gác đao lên cổ bọn hắn, ý kiến của bọn hắn không trọng yếu. Huệ Thanh Bình, ai trồng cho thì là đất của người đó. Những lưu dân kia ngay cả thóc giống cũng chẳng có, cuối cùng lợi chẳng phải vẫn là đám nhà giàu. Tương lai một lượng lớn bách tính cảnh nội tống quốc không có đất cày, ta xem chàng làm thế nào. Chuyện sau này sau này hãng nói, không đưa ra cái lợi trước mắt thì lấy ai dốc sức. Trước tiên cứ ổn định cục diện, đợi cục diện ổn định, lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Ngô công lĩnh khoát tay, không làm nhảm mấy chuyện này với nữ nhân nữa, nhìn chăm chăm thư tín trong tay bà ta, hỏi ai gửi thư vậy, thiên nữ giáo. Huệ Thanh Bình ném bức thư lên bàn, như hữu đạo. Như hữu đạo, huynh đệ nàng kết bái đấy à hắn viết thư cho nàng làm gì? Ngô công lĩnh kinh ngạc, lập tức đưa tay cầm thư lên xem, đôi mắt to trong hình dáng gầy gò càng thêm có thần xoay tròn đọc, thấy trên thư chỉ kể những chuyện tình nghĩa trước kia, sau đó là mấy lời chúc mừng dê nghe, nói nếu rảnh sẽ đến gặp Huệ Thanh Bình ôn lại chuyện cũ gì đó. Huệ Thanh Bình suy tiếng nói, huynh để kết bái cái gì, lúc ấy chẳng qua là bị hắn lợi dụng, dùng được thì là đại tỷ, không dùng được thì ta có cầu xin hắn cũng vô dụng, giờ chắc thấy ta đắc thế nên mới lôi tình cũ gì đó ra, thứ tiểu nhân, để ý đến hắn làm gì. Sắc mặt ngô công lĩnh nghiêm túc, trầm ngâm nói, lúc trước thương châu là do tử kim động khống chê, ép trên dưới thương châu đều phải nhìn sắc mặt tử kim động, giờ hắn là trưởng lão của tử kim động. Huệ Thanh Bình thấy lão già thô lỗ này thô bạo đã nhiều, rất ít khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc này của ông ta, sao cứ cảm thấy chàng hơi kiêng kỵ hắn ấy nhỉ. Giờ chàng không ở Yến Quốc, cũng không ở Thương Châu, sợ hắn cái gì. Ngô Công Lĩnh cầm thư cân nhắc lắc đầu, theo những gì ta biết thì thấy, người này thật sự không đơn giản hai mấy tuổi rời núi cả đường vượt qua mọi trông gai có thể nâng đỡ thương triều tông đi đến ngày hôm nay còn nắm chặt thế lực thương hệ trong tay ngay cả mông sơn minh cũng cúi đầu nghe lệnh hắn người này rất nguy hiểm huệ thanh bình thế nào sợ rồi à chàng từ một phản quân giờ trở thành hoàng đế tống quốc mà còn cảm thấy không bằng hắn sao ngô công lĩnh khoát tay áo không giống hắn gần như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi lên từ đủ các lực cản không dễ dàng gì Ta trong tay đã nắm sẵn mấy chục vạn nhân mã tạo phản, đã có thế từ sớm, cũng mượn bọn họ để đánh bại thế của Tống Quốc, sau đó bọn hắn không có tâm trí để ý đến bên Tống Quốc nên mới giúp ta có ngày hôm nay. Huệ Thanh Bình, nâng chí khí của người khác, diệt huy phong của chính mình, chàng có cần coi nhẹ bản thân như vậy không? Ngô Công Lĩnh đặt thư trong tay xuống, không phải tự coi nhẹ mình, mà là người này thật sự khiến ta có cảm giác nguy hiểm, nhiều người như vậy còn không thể không phải tự coi nhẹ mình, mà là người này thật nguy hiểm trùng điệp quật khởi, điều này đã nói rõ vấn đề. Lúc trước các nàng thuyết phục Nam Châu hắn xuất binh, ta mới khởi binh tạo phản, kết quả bị hắn bày kế, suýt chút nữa là bị lừa chết rồi, may là ta phản ứng nhanh mới tránh thoát một kiếp. Ta trình chiến nửa đời tính cảnh giác với nguy hiểm cũng vẫn có. Giờ hắn là trưởng lão tử kim động, trong tay lại nắm nhân mã tinh nhuệ nhất Yến Quốc, có sức ảnh hưởng không thể coi thường với quân đội Yến Quốc, ngay cả ba phái lớn của Yến quốc cũng phải nhìn sắc mặt hắn mấy phần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu quốc phong thế nào không thể thoát khỏi liên quan tới tên này. Trước đây không lâu, ta vừa nhận được tin, hình như hắn vừa chơi ba phái lớn Yến quốc, huyết tẩy Bắc Châu một trận. Người này bây giờ có thể nói là quyền cao chức trọng, tống quốc ta lại ở cạnh bên Yến quốc, không thể không phòng. Huệ Thanh Bình chỉ chỉ thư, vậy ý chàng là, ngô công lính, loại người này rất nguy hiểm, bị để mắt tới thì phải cẩn thận không cần thiết đắc tội, cũng phải giữ chừng mực thích hợp, đừng để hắn dễ dàng quấn lấy. Hắn đột nhiên lấy lòng nàng, cũng chẳng biết là có ý định gì, nàng cứ tạm kết giao với hắn xem thử hắn muốn làm gì. Vân Đào Vân Hải, dưới cây cổ tùng trên đỉnh núi, Vũ Văn Yên đứng chắp tay, côn lâm thụ bước đến hành lễ. Tới rồi, Vũ Văn Yên quay người lại, mỉm cười nhìn y, trong lòng cảm khái, thiên hỏa giáo sau khi đời thứ ba tu luyện thành thì không có ai tu luyện được thiên hỏa vô cực thuật nữa, đáng tiếc không phải đệ tử thân truyền của mình. Nói đi cũng phải nói lại, nếu là đệ tử thân truyền của mình, chị E sẽ không có cơ duyên tu luyện được bí thuật trí cao này, không đến cấp bậc trưởng lão chị E không có cơ hội chạm đến bí thuật. Có sư tôn trưởng môn như mình đây, chuyện mạo hiểm bế quan 10 năm tu luyện bí thuật cũng rất không có khả năng xảy ra. chương 1350, cứ nói ta không ở đây, một. Đối với chuyện này ông ta cũng chỉ có thể cảm khái, tạo hóa treo ngươi. Côn lâm thụ cung kính nói, không biết trưởng môn triệu kiến có gì phân phó. Khoảng thời gian trước, phiếu miếu các triệu tập trưởng môn các phái vũ văn yên chậm rãi nói lại chuyện thánh cảnh nghe xong côn lâm thụ liền hiểu ra biết chuyện sư phụ lo lắng hẳn đã tới nếu không trưởng môn sẽ không gọi riêng mình dến nói chuyện liền hỏi là đang muốn đệ tử vào thánh cảnh trải nghiệm trực tiếp hỏi ra khiến ánh mắt văn vũ yên hơi khựng lại nhìn kỹ y vị trí của mỗi người khác nhau suy nghĩ sự việc cũng khác nhau dù sao văn vũ yên cũng là trưởng môn thiên hỏa giáo sau bao nhiêu đời người đời sau sẽ nói trưởng môn nào đó đời nào đó là ai là ai, làm gì cho thiên hỏa giáo, có mấy người nhớ đến trưởng lão lúc đó là ai. Cho nên suy nghĩ của trưởng môn với những trưởng lão bên dưới ít nhiều có chút không giống, mặc dù đều hy vọng thiên hỏa giáo phát triển tốt, nhưng chức trách của trưởng môn khác trưởng lão, trách nhiệm gánh vác cũng không giống, một người chỉ lo tốt việc của mình là được, một người phải nghĩ cho toàn cục. Thiên hỏa giáo vất vả lắm mới có một đệ tử tu luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, đứng trên góc độ gánh vác lịch sử môn phái của Văn Vũ Yên, Dĩ nhiên ông ta không muốn Côn Lâm Thụ đi thánh cảnh mà có ý định biến y thành trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng lần này, không có ai đứng bên phía ông ta, tất cả trưởng lão đều đem môn quy ra nói. Mấu chốt là cả cao tầng của môn phái không một ai đứng ra nói giúp Côn Lâm Thụ, khiến cho ông ta chẳng có đường nào để cân bằng hai phía, ông ta cũng không tiện cứng rắn chống lại môn quy, một trưởng môn như ông ta mà lại cứng rắn thay đổi môn quy thì thành ra thế nào. Văn Vũ Yên thở dài, "Côn Lâm Thụ, người biết đấy, đệ tử bế quan cấm địa sau khi ra ngoài đều có trách nhiệm cần gánh, nhất là ngươi đã bế quan 10 năm, trong 10 năm này ngươi không làm bất kỳ chuyện gì cho môn phái, môn phái thì toàn lực chi viện ngươi 10 năm, theo môn quy, nếu có nhiệm vụ lớn, ngươi nhất định phải đứng ra gánh vác. Côn Lâm Thụ, đệ tử hiểu, nguyện tuân theo pháp chỉ tông môn. Phan Vũ Yên, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị một chút, tìm một lý do thoái thác, ta sẽ tổ chức một cuộc biện luận trong môn, chỉ cần ngươi có lý, ta sẽ đứng ra nói giúp ngươi. Ngươi chỉ cần nắm chắc một chút, vì gánh trách nhiệm cho môn phái không nhất định phải đi thánh cảnh. Có hiểu không, ông ta hy vọng Côn Lâm thụ hiểu, không phải ông ta không muốn giúp đỡ y, mà là phải có cái cớ để giúp đỡ y. Côn Lâm thụ im lặng, không cần biện luận, thứ đệ tử nên gánh vác đệ tử bằng lòng gánh vác, sẽ không né tránh, đệ tử bằng lòng đi thánh cảnh. Văn Vũ Yên nhíu mày, xem ra ta không nên tìm ngươi, hẳn là ngươi đã đi tìm sư phụ ngươi trước rồi. Côn lâm thụ, trước khi đi thánh cảnh, đệ tử có một thỉnh cầu. Sao tên này lại cố chấp như vậy? Văn Vũ Yên cau mày, hỏi thỉnh cầu gì? Côn lâm thụ, năm đó đệ tử thua trong tay nghiêu hữu đạo, khiến môn phái hổ thẹn, đệ tử khổ tu 10 năm, chính là để rửa nhục cho môn phái. Văn Vũ Yên trầm giọng nói, người muốn đánh lại một trận với nghiêu hữu đạo. Côn lâm thụ, vâng. Văn Vũ Hiên, người có biết địa vị và thân phận bây giờ của Ngưu hữu đạo không? Côn lâm thụ, đệ tử biết. Văn Vũ Yên, nếu ngươi đã biết thì nên hiểu rõ, ngươi không có tư cách đánh với hắn, đường đường là trưởng lão Tử Kim động sao có thể liều mạng cùng ngươi. Côn Lâm Thụ, đệ tử không phải liều mạng với hắn, chỉ muốn khiêu chiến với hắn một lần. Khiêu chiến? Văn Vũ Yên mặt mày lạnh lùng, buồn cười, ngươi đi khiêu chiến trưởng lão Tử Kim động, dựa vào cái gì? Ngươi hãy đứng ở góc độ khác ngẫm thử xem, đổi lại là đệ tử Tử Kim động đến khiêu chiến trưởng lão Thiên Hỏa giáo ta, có thể đồng ý được sao? ngay cả trưởng lão phái ta hắn cũng đừng mơ nhìn thấy mặt côn lâm thụ chính là bởi vì đệ tử biết mình không làm được nên mới khẩn cầu tông môn giúp đệ tử có tông môn ra mặt chuyện hẳn là sẽ đơn giản hơn rất nhiều hoang đường được rồi tông môn không thể giúp ngươi những chuyện này đâu việc này đừng nhắc lại nữa ngươi hãy chuẩn bị cho chuyện biện luận đi cụ thể bổn tỏa sẽ bàn bạc với sư phụ ngươi văn vũ yên nói xong phất tay áo lách người bỏ đi không nhiều lời với y nữa nhìn núi xanh biển mây Sắc mặt côn lâm thụ đầy đau đớn, y biết trưởng môn nói không sai, nếu y tìm tới cửa, đừng nói khiêu chiến gì đó, e là cả mặt nghiêu hữu đạo cũng chẳng nhìn thấy. Văn Vũ Yên thật sự nói được làm được, sau khi gặp bàng trác bàn bạc, lập tức đã mở ra cuộc tranh luận nhằm vào chuyện côn lâm thụ có nên đi thánh cảnh rèn luyện hay không, sau đó Văn Vũ Yên thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị một cuộc biện luận công khai trong môn. Trưởng lão của thiên hỏa giáo đều không phải kẻ ngu, đều nhận ra trưởng môn đang thiên vị côn lâm thụ, nhưng trưởng môn làm việc kín kẻ, xử lý sự việc công bằng, hợp lý, cho mọi người biện luận cũng chẳng có gì sai nên không ai tiện nói gì. Điều khiến chư vị trưởng lão không ngờ tới là, ngay lúc này, Côn Lâm Thụ chủ động tới tìm bọn hắn. Ý tứ tìm bọn hắn đại khái là chỉ cần cho y so tài với nhiều hữu đạo một trận, biện luận hay biện luận không quan trọng, y sẽ chủ động đồng ý đi thánh cảnh trước mặt mọi người. Bắt trưởng lão tử kim động chấp nhận khiêu chiến của một đệ tử bên dưới của thiên hỏa giáo, việc này không dễ làm. Hơn nữa, kiểu trao đổi này có vẻ hơi hoang đường. Nhưng Côn Lâm Thụ nói, chỉ cần chư vị trưởng lão hết sức giúp y là được, còn thành hay không không quan trọng, chỉ cần tông môn cố sức giúp y là được rồi. Thế là lại có chuyện, cả đám trưởng lão cũng thuận nước đẩy thuyền, đều tán thưởng thái độ té ngã chỗ nào bỏ dậy chỗ đấy của Côn Lâm Thụ. Tóm lại mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Văn Vũ Yên đều không đồng ý dùng danh nghĩa tông môn đi làm việc này, vẫn là hai chữ kia, hoang đường. Cuối cùng đám trưởng lão đẩy một người ra, trưởng lão tiền phục thành sẽ lấy danh nghĩa cá nhân dẫn theo côn lâm thụ đến tử kim động bái phỏng, cũng cam đoan không gây sự. Thái độ của bản thân côn lâm thụ là điểm mấu chốt rất quan trọng, bản thân côn lâm thụ không phối hợp thì còn biện luận làm gì nữa. Mười con trâu cũng không thể kéo lại được, bàng chắc suýt chút nữa thì thổ huyết, cũng mắng cho côn lâm thụ máu chó phun đầy đầu. Gỗ mục không khắc được tượng, thôi, thôi, văn vũ yên cũng lắc đầu, phát hiện côn lâm thụ này là bùn nhão không thể chết được tường, không có cái nhìn đại cục, chả trách năm đó lại chịu nhục dưới tay nghiêu Hữu Đạo, quá mức coi trọng bản thân rồi. Loại người này sao có thể trở thành trưởng môn thiên hỏa giáo tương lai, tu vi có cao hơn nữa cũng vô dụng, cùng lắm chỉ có thể đứng bên làm trưởng lão thanh tịnh, nhiều nhất chỉ là dạng tay chân bán mạng cho thiên hỏa giáo mà HTOI. Không gánh được, Văn Vũ Yên cũng từ bỏ. Lúc đầu, Văn Vũ Yên còn muốn đích thân chủ trì hôn sự cho côn lâm thụ và hỏa phượng hoàng. Sau sự việc này, Văn Vũ Yên cũng mất hứng, ném trả cho bàng chắc một câu, không nhẫn tâm hại hỏa phượng hoàng trở thành quả phụ. Ngụ ý là, côn lâm thụ muốn đi tìm chết, ông ta cũng không cần thiết đích thân chủ trì hôn sự này. Nhưng hỏa phượng hoàng cũng thể không quay đầu lại, mặc kệ côn lâm thụ muốn đi thánh cảnh hay không, vẫn bằng lòng gã cho y. Ngày đại hôn cũng rất náo nhiệt, chuyện vui trong môn phái, trưởng môn cũng lộ mặt, bày tỏ chúc mừng. Đêm động phòng hoa trúc, ngày tốt cảnh đẹp tất nhiên là ân ái. Nhưng mà ân ái chưa được mấy ngày, vui vẻ còn chưa qua đi, Côn Lâm Thụ đã rời khỏi thiên hỏa giáo, muốn hoàn thành tâm nguyện 10 năm trước khi đi thánh cảnh. Hỏa Phượng Hoàng sống chết nhất định phải đòi đi theo, nếu không sẽ không cho Côn Lâm Thụ đi, Côn Lâm Thụ đành phải mang cả nàng ta. chương 1351, cứ nói ta không ở đây, hai. trưởng lão tiền phục thành lấy một con phi cầm cỡ lớn, đích thân đưa hai vợ chồng đến Tử Kim Động Yến Quốc. Có khách vượt qua thiên sơn vạn thủy đến, huống chi đối phương còn là trưởng lão thiên hỏa giáo ngang cấp với tử kim động môn đang hộ đối dĩ nhiên tử kim động rộng cửa hoan nghênh trưởng môn tử kim động cung lâm sách còn dành chút thời gian đích thân gặp mặt trong lúc bái kiến khách khí côn lâm thụ đến cùng cũng tự báo danh tính côn lâm thụ gương mặt tươi cười tiếp khách của cung lâm sách hơi sững ra cái tên này nghe quen quen sau khi nhìn mặt các trưởng lão hai bên hỏi thử ngươi chính là côn lâm thụ côn lâm thụ cung kính trả lời vâng vãn bối từng thua dưới tay trưởng lão nghiêu hữu đạo của quý phái y không hề giấu giếm chút nào À, à, cung lâm sách gật đầu cười, cảm thấy hơi không biết nói gì tiếp, khen đối phương cũng không được, không khen đối phương cũng không được. Ông ta còn đang định hỏi tiền phục thành, lẽ nào đây là ái đồ của ngươi? Nhưng lời vừa đến khóe miệng cũng không tiện hỏi, xác nhận rồi há chẳng phải nói trưởng lão nhà ta từng giáo huấn đồ đệ của ngươi. Ông ta vứt câu hỏi này sang một bên, con mắt mặc dù không ngừng dò xét côn lâm thụ, lời đã hỏi tiền phục thành, tiền trưởng lão đến đây không biết có chuyện gì. Mấy vị trưởng lão tử Kim Động cũng đang hiếu kỳ dò xét côn lâm thụ, năm đó Nghiêu hữu Đạo đã đánh cho đệ tử thiên hỏa giáo này một trận, gây ra động tính không nhỏ. Đối với chuyện quá khứ trưởng lão nào đó của bản phái từng làm, các vị trưởng lão dĩ nhiên đều biết. Tiền Phục Thành không nói đến tìm Nghiêu hữu Đạo, vừa nhận được tin, nguyên đại đô đốc Tống Quốc La Chiếu đã đến Tần Quốc nhậm chức, hiểu nguyệt các này dường như có ý đồ rất lớn, quý phái đã từng hợp tác hiểu nguyệt các nên đặc biệt tới đây hỏi thử suy nghĩ của quý phái một trong ba vị đại tướng quân của tần quốc la chiếu đi tần quốc rồi mao lư biệt viện sâu trong nội trạch nghiêu hữu đạo tay cầm tình báo trầm ngâm hơi bất ngờ quản phương nghi ở bên nói hẳn là hiểu nguyệt các làm một mình la chiếu không cách nào có thể thoát thân thuận lợi dưới sự giám sát chặt chẽ của tống quốc huống hồ còn chạy tới tần quốc xa như vậy còn vừa đến tần quốc là được trao chức vị cao mặc dù tạm thời vẫn chưa có đại quyền binh mã nghiêu hữu đạo gật đầu đi qua đi lại chuyện này chắc chắn như vậy trước đó la chiếu mất tích hắn đã đoán ra có người phối hợp giúp đỡ có điều không ngờ là hiểu nguyệt Các. sau khi hơi suy nghĩ một lúc như hữu đạo dừng chân quay đầu lại nói bên hầu tử để ý theo dõi chặt một chút quản phương nghi nhếch miệng hơi bất mãn với mấy chuyện đó của viên cương nhưng cũng không nhiều lời gì chuyện của viên cương và phùng quan nhi cũng không tránh khỏi liên quan đến bà ta chính lúc này văn mặc nhi đi vào bẩm báo nói đạo gia nghiêm trưởng lão cho đệ tử sang trước chuyển lời nói tiền trưởng lão của thiên hỏa giáo tới muốn tới gặp huynh, bảo huynh chuẩn bị một chút. Trưởng lão họ tiền của thiên hỏa giáo chỉ có mình tiền phục thành, tới thì tới, ta với ông ta không có giao tình gì, chỉ gặp nhau vài lần, có từng nói chuyện chưa ta còn chẳng nhớ, chạy tới gặp ta làm gì. Như hữu đạo kỳ quái, văn mặc nhi, côn lâm thụ, huynh còn nhớ không? Ánh mắt quản phương nghi lóe lên, bà ta tin hẳn là nghiêu hữu đạo vẫn còn nhớ, lúc trước khi nghiêu hữu đạo chạy tới tề kinh gạt bà ta đi, đã từng kết ân oán với côn lâm thụ. Côn lâm thụ, Nghiêu Hữu đạo gật đầu, biết là một tên tâm cao khí ngạo, tự cho mình là đúng, đầu uống nước kia đúng không, sao, hắn cũng tới à? Phan Mạn Châu liên tục gật đầu, đúng vậy, hắn cũng tới, đi cùng tiền trưởng lão kia. Tiền trưởng lão này đột nhiên mang theo Côn Lâm thụ tới đây, còn nói muốn gặp huynh, Nghiêm trưởng lão cảm thấy có chút có bất thường, lại không tiện lạnh nhạt với khách, cho nên đã kéo vào trong núi từ từ tham quan, âm thầm cho đệ tử chạy tới thông báo trước với huynh một tiếng, để huynh chuẩn bị trước. Nghiêu hữu đạo nhíu mày, tiền trưởng lão, côn đệ tử cái gì, bọn hắn muốn gặp ta thì sẽ được gặp ta chắc, nghiêm lập ăn đầu heo à. Người ta đờ tê cái gì là người nấy hả, ông ta là trưởng lão thiên hỏa giáo hay trưởng lão tử kim động đấy. Phan mặc nhi toát mồ hôi, đây đúng là mắng nghiêm trưởng lão không ra gì rồi, chắc trưởng môn cũng sẽ không nói những lời như vậy, cũng chỉ có vị này mới có thể tùy hứng trong tông môn như vậy. Phan mặc nhi, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra, đệ tử tới trước báo tin cũng không nói rõ ràng, chỉ nói gì mà huynh hiểu rõ hiểu nguyệt các muốn bàn với huynh về chuyện của hiểu nguyệt các người đến cứ nói ta không ở đây nghiêu hữu đạo vứt lại cho quản phương nghi một câu rồi xoay người chống kiếm rời đi quản phương nghi đành phải đi đón khách đứng ở mao lưu biệt viện đợi một lúc cuối cùng nhìn thấy nghiêm lập và ba người khác tiến vào nghiêm trưởng lão quản phương nghi khách khí chào giả bộ như không biết có khách tới nghiêm lập cũng giả vờ như chưa hề mật báo với bên này hồng nương nói với nghiêu trưởng lão một tiếng nói là có khách quý của thiên hỏa giáo muốn gặp ngài ấy đối với hồng nương tề kinh thân là đệ tử thiên hỏa giáo ở cùng một vùng tề kinh trong sáng ngoài tối đều đã từng gặp đặc biệt là trưởng lão tiền phục thành ông ta đã từng gặp quản phương nhi lúc trẻ nhìn thấy quản phương nhi lúc này trong lòng cũng khá thổn thức còn nhớ năm đó lúc mới gặp nữ nhân này thật sự là như gặp thiên nhân khiến tim đập thình thịch nhưng môn quy khó khăn chỉ có thể chôn kín suy nghĩ trong lòng giờ nữ nhân này khóe mắt đã có vài nếp nhăn Cơ thể cũng có hơi nở nang, trên mặt đậm son phấn, đã đánh mất sự góc cạnh của năm đó, tư thái cũng không còn thấy sự thướt tha như cảnh liễu của ngày trước, năm tháng không buông tha ai, dù là người trong giới tu hành cũng vậy. Càng cảm khái là, chỉ e tất cả mọi người đều sẽ không thể ngờ, cuối cùng nữ nhân này lại đi theo một tiểu tử trẻ tuổi. Không nương tề kinh, với rất nhiều người mà nói, là ký ức của một thế hệ, là lý ức của một đời phong hoa. Nghĩ nhiều cũng vô ích, gặp lại Tiền Phục Thành cũng chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười mỉm lạnh nhạt, cũng không còn động lòng nữa, chuyện cũ đã qua rồi. Quản Phương nghi kinh ngạc nói, nghiêm trưởng lão, vậy ngài tới thật không khéo, đạo gia không ở đây, đã đi rồi. Mấy người đến đồng loạt sửng sốt, nghiêm lập nghi ngờ hỏi, không ở đây, đi đâu rồi? Quản Phương nghi đong đưa quạt tròn, nở nụ cười ngọt ngào, đúng là lại bị ngài hỏi rồi, ta chỉ là một hạ nhân, đạo gia muốn đi đâu cũng đâu có thông báo cho ta. Bà ta nói vậy, nghiêm lập hiểu ra, hẳn như hiếu đạo ở trong nhưng vì được mình mật báo nên không muốn gặp người của thiên hỏa giáo giả vờ không biết hỏi khi nào thì trở về quản phương nghi lắc đầu đạo gia thật sự không nói với ta không biết bao giờ thì trở về tới không khéo rồi tiền huynh huynh xem nghiêm lập quay người cười hỏi tiền phục thành hơi nghiêng đầu nhìn phản ứng của côn lâm thụ thấy y không có hành động gì liền cười đáp không sao chúng ta chờ cũng được nghiêm lập cười khổ vậy thì cũng không thể để khác đứng ngoài chờ được thế là đành nói với Quản Phương Nhi, Hồng Nương, cũng không thể để khách chờ ngoài cửa được chứ nhỉ. Mời, Quản Phương Nhi quay người đưa tay, mời mấy người tiến vào ngồi trong một cái đình ở trong sân, bảo người dâng trà. Bọn hắn ngồi ở tiền viện chờ, do nghiêm lập bồi tiếp. Nhiêu hữu đạo ở sâu trong nội trạch sau khi nhận được thì không thèm để ý, thích đợi bao lâu thì đợi, nằm trên ghế nằm dưới mái hiên, cầm bản từ kim tạp ký đọc, cái này cùng thể loại với thượng thanh thập di lục, rảnh rỗi là hắn lại dở ra đọc, đọc những ghi chép có liên quan đến Tử Kim động hoặc vài chuyện có liên quan với trong ngoài tông môn đứng từ góc độ của Tử Kim động. Chương 1352, bớt nói nhảm, đi cửa sau.